Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh Giới Hương Đình Đường Giữa Huệ Hương Giải Thoát Giải Thoát Tri Kiến Hương Quang Minh Văn Đại Viên Pháp Giới Cúng Dường Thập Phương Tam Bảo Tiền Nam mô Cúng Dường Bồ Tát Nam mô Cúng Dường Bồ Tát Nam mô Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm Tân Sửu, nhân ngày vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Này các loài chúng sanh, từ đầu vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che trót tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê nên phải sinh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân súc sanh sống chết gỡ trên giao thớt. Mai thời hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành gặp người cứu mạng, chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật Pháp. Vậy từ giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn bước đức nhân duyên, các vị được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Dương di tịnh thủy biến thế tạng tiền tánh công bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng gian diệt tội tiêu khiên ngó gì mó hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thủ thủy giả bác công đức thủy tại thiên dân thiên tới chúng sanh nghiệp có trồng biến nhập thì lô tạng giới. Cá trùng hồi xứ bất siêu luân thủy bất tại thủy diệu cực pháp tâm trồng bất nhiễm trồng vãng tác tự kỷ. Quyền trừ nội ngoại đáng địch đàn tràng sát khổ mộc nhi tác dương chung kiết ế ban như thành tịnh độ. Sở bị nội ngoại trung gian vô trượt ế thánh phàm vô uyển tông thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy. Năng linh nhất đích biến thập vương tinh chuyên cấu ế tận tiêu trừ phổ sái pháp diên tất thanh tịnh. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Thiên thủ thiên nhãn bốn ngày đại bi tâm đà la ni. A ra ya ya nam mô a di đà bà lô yến đà nữ oán đà ya bồ đà tăng đó bà ya ma tăng đó bà ya ma ca lô ni ca ya tăng bằng ra bà dời số tăng na tăng tổ nam mô tăng kiến bằng đó y mong a di đà bà lô yến đới tăng bằng đà lăng đà bà bằng đáp sa nói rất bà đà đầu lu bằng a đà dừng tăng bà tăng đà nam a bà ya ma bằng đằng đầu tăng điện tăng a bà lô y lô ca đế ca ra đế di a di ma bồ đề tăng đó tăng bà tăng bà ma ra ma đi đà dừng gu lô dừng mong đồ đồ lô ma bà già già đế đà la đà la giờ thì ni thắng hoàn ra già già ra già ra mà bạn mà ra mùng đế lợi thắng na ra trăm bận ra già lò vào cha vào trăm bận ra già già ô lô lô ô lô lô ấy thì ta ra thắng đi tổ đô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già di đế thì già na ra con đi đế thì sân ni na ba già ma ta ba thắng đa già ta ba đa dạ ta bà tấn đà vô nghệ tấn bà ra dạ ta bà na ra ứng đề ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tên a một cử dạ ta bà ma tấn đà dạ ta bà dạ kiết đa dạ ta bà ba đà ma kiến tấn đà dạ ta bà na ra ứng đề văn đà ra dạ ta bà ma bà đề tấn hiểu ra dạ ta bà nam mô ấn ra tấn na đó ra dạ giang ya bà lô yến đa số mạng đa ya đa bà an tấn điện đô mạng đa ra mạng đa ya đa bà an tấn điện đô mạng đa ra mạng đa ya đa bà an tấn điện đô mạng đa ra mạng đa ya đa bà. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân chúng sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm người. Chánh pháp tin sau cùng nguyện tiếng chuyên niệm Phật A Di Đà ranh tịnh độ chứng được ngôi băng tối để độ tận chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát Ma Tát. Chúng sanh đời có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người trước lòng tròn tụng lắm
Diệm đấng sông bờ tối tâm chẳng biểu tu trì, gây bao tội ác lại về mang tâm, sống đỏ đầy chết được đau khổ, lòng vệ sân đó được được đâu, dầu là bế trước lần sau, lưỡi vệ tên bắn mong cầu thả mồi, đáng càng bác cùng hơi ung độc. Kêu khóc ai thương, hồn còn vướng vấn nấu rang cho nồi, muôn bằng chánh này người cầm chắc, may sao nhờ các vị thiện nhân, cứu cho người đường thoát tâm, đến đây lại được nhờ ơn phép màu, vài người kịp nồi đầu quy vần. Quy pháp quy tăng ở lòng sáng mỗi tâm tâm nhẹ nhàng, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy Phật lương đúc trung tôn, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp lý dục trung tôn, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng chúng trung tôn, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy vào công đọa địa ngục. Hôm nay các vị quy pháp công đoàn à quy, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng công đoàn bàn sanh, này các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si miệng ý và sanh ra, hôm nay phát tâm xin sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, nam mô Đa Phẩm Như Lai, nam mô Bảo Tăng Như Lai, nam mô Dừa Sanh Tăng Như Lai, nam mô Hoàng Bảo Tăng Như Lai, Đề Bối Như Lai, nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, nam mô A Di Đà Như Lai, nam mô A Di Đà Bà Già Đà Đà Già Đà Già Đà Di Già Đà Di Đà Lô Bà Tì A Di Đà Đà Nắng Đâm Bà Tì A Di Đà 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 Ca Lăng Đế A Di Đà 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 Ca Lăng Đà Già Di Nì Già Già Na Di Đà Ca Lệ Đà Bà Âm Đa Bà Già Đà Đà Già Đà Già Đà Di Già Đà Di Đà Lô Bà Tì A Di Đà Đà Nắng Đâm Bà Tì A Di Đà Đà Ca Lăng Đế A Di Đà 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 Ca Lăng Đà Già Di Nì Già Già Na Di Đà Ca Lệ Đà Na Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Già Đà Di Già Đà Di Đà Lô Bà Tì A Di Đà Đà Nắng Đâm Bà Tì A Di Đà 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 Ca Lăng Đế Đề đa đề ca lăng đa gia di ni gia gia na di đa ca lê ta ba nga quy mạng lệ a di đà phật nghe ở phương tây thế ở an lành còn đây xin phát nguyện vãng sanh cuối xin đức từ bi tín đồ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật Nam mô 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 A Di Đà Phật Đà Phật Nam mô A Di 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 Đà Phật A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Phóng Sanh Công Đức Thù Thắng Hành Vô Biên Thắng Phước Giải Hồi Hướng Phổ Quyền Pháp Giới Chư Chúng Sanh Tông Vạn Vô Lượng Quang Phạn Sát Nguyện Tiêu Tam Chương Trừ Phiền Não Nguyện Đất Trí Huệ Chứng Minh Liệu Tội chương tấn thiếu sự tới tới thượng hành Bồ Tát Đạo Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cứu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Tài kiến Phật ngộ Bồ Sanh bất tối Bồ Tát vi bàn lự Nguyện di tử công đức phổ cập ư nhân thiết ngà đẳng dự chúng sanh giai cầm thành Phật Đạo Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.
Phổ nguyện thượng chúc Phật nhật tăng nguy pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thế dân an. Thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng đang nghiêm tây phương cõi nước Phật A Di Đà. Trên đền bốn phương nặng dưới cứu khổ ba đường những người thấy nghe được điều phát tâm bồ đề đồng sanh cõi tây phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới, cùng cầu an cho tất cả những đệ tử chúng con và những Phật tử nhân dân xứ cầu an trong ngày hôm nay. Và đệ tử chúng con hiện diện có mặt nơi đạo tràng đồng vùng khu chuyên tu, thân tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trong tu tự giác giác xa giác hạnh viên mãn. Xuân đa ca cánh hạ bảo bình an tu tống tam tay đông kinh bách phúc một hậu đức A Di Đà thọ ký. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh corona, cùng cầu siêu cho cụ ông Trần Khư pháp danh Thiện Chánh, cụ bà Nguyễn Thị Ngày pháp danh Sa Di Ni Liên Vương, Nguyễn Thị Nghiệp pháp danh Bình An, Nguyễn Thị Trúc Đào pháp danh Hương Trúc, cùng tất cả cứu quyền thất tổ và những Phật tử đang dân sớ cầu siêu trong ngày hôm nay. Cặp cầu siêu cho chư vị ương linh cứu quyền đất tổ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị đấng đấng chư vị ương linh rong linh thai nhi, cùng chư vị ương linh có duyên với chúng con và các vị oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý vô tình nạt suối người sát hại. Hôm nay chúng con đem tất cả những công đức tụng kinh niệm Phật niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đi thần chú đại bi lạy ngũ bách danh phóng sanh này hồi hướng cho quý vị được vãng sanh về cõi tây phương cực lạc. Phổ nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đàn na tín tí tăng ích phước điền ẩm siêu dương thơ pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật tự quy y Phật xin ân nguyện chúng sanh tự theo đạo cả phán lâm vô thường tự quy y pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển tự quy tăng trên những nguyện chúng sanh thâm lý đại chúng tất cả không ngài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử ba chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 2020, nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý. Hiện giờ là 8 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhàn đang có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tỉnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, lão Phật gia Ấn Công Đại Sư là tổ sư thứ 13 trong Liên Tông Thập Tứ Tổ. Ngài có khai thị như vậy, chúng ta lắng nghe. Nếu đất nước đó, nếu quê hương đó, nếu con người đó, nếu gia đình đó đang bất an, loạn lạc, bệnh hoạn, ôn dịch, truyền nhiễm, thì khuyến tấn mọi người ăn chay, bỏ ác, làm lành, ấn tống kinh sách, làm tất cả những điều phước thiện, khuyến khích nhiều người làm càng tốt, thì thế giới này sẽ an định, ôn dịch, truyền nhiễm sẽ đẩy lùi, và gia đình đó, con người đó sẽ an định, an hòa. Hơn thế nữa, những gia đình đó có những ngày đám giỗ
đám cưới, chúc thọ, vân vân. Nên in kinh phóng sanh, giúp đỡ người nghèo, làm phước, tích đức, hồi hướng, thì người còn sống, thọ mạng được kéo dài, phước đức được tăng trưởng, nghiệp tiêu, trí tuệ phát sanh, khai minh tâm địa, sống dự vào bậc thánh hiền, mất được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, A Di Đà Phật. Vâng theo lời Phật Tổ chỉ dạy, gia đình của cô Hằng rồi chung trong nhóm cô Lợi, đầu năm mới cộng tu, mọi người phát Bồ Đề tâm, từ Hà Nội lặn lội vào đây để cúng dường trai tăng tịnh tài tịnh vật, phóng sanh in kinh, làm những phước thiện để hồi hướng cho mẹ là hương linh cụ bà Nguyễn Thị Tường, pháp danh Diệu Âm Diệu Vân, và anh Đinh Văn Hiến, pháp danh Diệu Âm Phúc Dương. Và với cái tâm chí thành, chí kính của gia đình cũng như là trong nhóm quý Phật tử ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở các nơi, hôm nay đem cái tấm lòng chí thành, chí kính bằng cái đồng tiền thanh tịnh của mình, làm ăn bằng mồ hôi nước mắt của mình, đem dâng cúng dường trước là mười phương chư Phật chứng minh, thứ đến là chư Tôn Đức Tăng Ni, và hôm nay phát Bồ Đề tâm cúng dường thức ăn cho toàn thể đại chúng hơn cả ngàn người trong pháp hội hôm nay đầu năm thọ hưởng cái pháp thực này, thọ hưởng cái tịnh tài tịnh vật này, tịnh phẩm này, hồi hướng cho hương linh cửu quyền thất tổ nói chung cũng như là nhị vị hương linh được cao đăng Phật quốc dự vào liên trì hải hội và ở chung với các hàng Bồ Tát làm bạn lữ. Đó là tâm nguyện của gia đình cô Hằng cũng như các vị Phật tử ở Hà Nội và chung với các vị Phật tử hôm nay về đây để cầu nguyện cho gia đình của mình được bình an trong năm mới, và các vị hương linh trong gia đình của Huyền Thất Tổ chung của toàn thể quý Phật tử hôm nay thừa tư công đức này mà sớm siêu sanh Tây Phương Cực Lạc. Dạ A Di Đà Phật. Thưa quý vị, bà cụ là một biểu pháp tốt. Thường chiều thứ bảy chúng tôi ở tại khu chuyên tu để tịnh tu, để sáng chủ nhật lên giảng. Tuy nhiên hôm qua cũng có một chút xíu việc trên tỉnh thất, rồi chúng tôi muốn ngồi lại gặp gia đình quý Phật tử ở Hà Nội, thì cô Hằng cũng như trong gia đình kể lại cái sự ra đi của bà thiệt là kỳ diệu. Chúng tôi cũng không ngờ trong năm mới cộng tu đầu năm chủ nhật đầu tiên trong năm Canh Tý được quý Phật tử ở Hà Nội cũng như là cụ Diệu Vân này làm biểu pháp cho năm mới cộng tu. Thường những năm về trước thì ít có khi nào cộng tu đầu năm có gia đình Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, chỉ là cộng tu chúng tôi giảng thôi. Tuy nhiên hôm nay vì một cái duyên sự đặc biệt, đó là cụ Diệu Vân đã ra đi đầu hồi năm Kỷ Hợi và đến đầu năm Canh Tý, cụ là người mở hàng đi đầu năm Kỷ Hợi và cũng là mở hàng cúng trai tăng đầu năm Canh Tý. Thì chúng tôi nghe qua và rất ngỡ ngàng, vì sau khi công việc xong rồi chúng tôi không có nhớ.
đã hộ niệm cho người đó, người kia, người nọ hoặc gia đình đó là người mình đã giúp đỡ, chúng tôi quên luôn. Thực sự không nhớ. Trước Tết thì gia đình có gọi vào xin cúng trai tăng, thì chúng tôi cũng nghĩ không biết cúng cho cha mẹ mất hồi nào chúng tôi cũng không nhớ. Sau cuối cùng hồi hôm qua chúng tôi ngồi nghe kỹ lại thì thấy bà cụ bị bệnh ung thư. Có đưa vô phòng hộ niệm chùa Kim Âu ở Hà Nội. Tuy nhiên mọi người quyết định giống như là cô Lợi là đưa bà đi máy bay vào trong này và hộ niệm cho bà 4 tháng. Thì cả gia đình khi vào đây rất là ngỡ ngàng. Vì sao vậy? Vì một cái môi trường trong này chư tăng quý chú hộ niệm và lo lắng người thân của cô Hằng, người mẹ của cô, lo lắng giống như là thân nhân của mình, cha mẹ ruột thịt của mình, không một chút điều kiện, không một chút đắn đo suy nghĩ phân biệt. Vì chúng tôi hay nói là đưa một người, tiễn đưa một người về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, công đức người này vô lượng vô biên. Vì vậy cho nên ban hộ niệm 100 người lo lắng cho bà và xem giống như là thân nhân. Từ cái tâm niệm này bà cảm được những vị trong ban hộ niệm, và bà niệm Phật rất là tốt. Tuy nhiên có nhiều oan gia trái chủ đến, nhưng mà đều ổn thỏa hết, dàn xếp ổn thỏa hết. Và khi bà ra đi đó thì thân tướng chị cô Hằng nói rằng nhìn bà không ra. Nhìn không ra không phải là xấu quá nhìn không ra, mà đẹp quá nhìn không ra. Bà chuyển tướng, chuyển thành thân nam ra râu. Người nữ làm gì có râu ta? Có. Vậy mà bà mọc râu, râu đen, tóc bạc bạc trở thành đen đen. Cái điều này nói những người không niệm Phật, người ta nói mình nói khoác lác, nói khoe khoang, nói quá lời để tăng bốc pháp môn tịnh độ và dụ dỗ những người ngu phu ngu phụ. Không phải đâu, không phải. Biểu pháp là ngài Hải Hiền râu tóc bạc trở thành đen và ra đi như vậy là 6-7 năm để trong cái khám, để trong cái lưu đó mang ra vẫn còn cái thân thể nguyên vẹn. Vì người niệm Phật nhờ công đức Phật lực gia trì mà cái thân giả huyễn này nó trở thành kim cang bất hoại. Khó tin lắm. Hàng nhị thừa là thanh văn duyên giác, còn đa nghi về pháp môn tịnh độ là nghi nhiều. Hàng Bồ Tát đăng địa là từ sơ địa đến thập địa, tin chưa thấu triệt, chưa thấu tột nguồn chân của pháp môn tịnh độ. Chỉ có Phật cùng Phật mới tin thấu tột nguồn chân, là Tổ sư Ấn Quang dạy. Còn kẻ phàm phu như chúng ta lấy những cái tâm ức đoán si lường vọng tưởng điên đảo, coi như pháp môn tịnh độ là ế vật, niệm nó dơ bẩn miệng mình, nhắc đến dơ bẩn miệng mình. Có những người nghĩ như vậy, nói như vậy, và xem pháp môn nương vào tha lực hèn kém, dành cho những bà già con nít, những người nào mà yếu ớt nghiệp chướng sâu dày mới tu. Còn tôi, những người họ xưng tôi là phải tu về duy thức, về pháp hoa, về lăng nghiêm, hoa nghiêm. Nhưng mà không ngờ Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm cũng nói đến pháp môn tịnh độ. Họ chưa đọc kỹ, họ vọng sanh ức đoán, họ chê bai pháp môn tịnh độ. Cho nên cái phòng hộ niệm, chúng tôi tán thán các vị trong ban hộ niệm, quý kính họ vô cùng. Khó làm việc này khó làm. Bà cụ buông xả rất tốt. Bởi vì cái nguyên lý của người niệm Phật vãng sanh Tây Phương thì phải xả ly ta bà, chán đây ưa kia. Ông Tổ dùng danh từ là chán đây ưa kia, chán cõi ta bà mà ưa sanh về Cực Lạc. Bà buông xả rất tốt, tiền bạc mọi thứ bà buông xả một cái một.
Lý do gì hiện tại mình chưa buông xả được? Bởi vì mình chưa thấy ngày 30 Tết tháng Chạp tối hậu thư gửi đến cho mình. Bà cụ bà thấy tối hậu thư gửi đến cho mình là bà thấy thọ mạng không còn bao nhiêu ung thư rồi. Còn mình chưa có ung thư, mình thấy bình thường thôi, sống từ từ chắc còn 5-70 năm nữa phải không ạ? Thôi đi ra lòng vòng rong rêu lang thang chỗ này đến chỗ nọ từ từ rồi tính. Nhưng mà không ngờ thọ mạng nó hết. Ở bên trong đó thọ mạng nó hết hồi nào không biết. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói, sở dĩ vì sao người ta niệm Phật mà chưa được vãng sanh, mà chưa có tín hiệu gì vãng sanh là có nguyên do gì? Họ chưa tha thiết với liễu sanh thoát tử. Họ còn chơi đùa ở trong cõi sanh tử này. Họ chưa tha thiết với cái việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên họ chưa dốc lòng toàn tâm lực vô trong đó để họ làm. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là họ lắm tri nhiều kiến, học nhiều, hiểu nhiều về giáo pháp, nhưng mà không có hành trì. Người này gọi là bị sở chi chướng, nó làm chướng ngại, một trong bát nạn. Vì vậy cho nên hôm nay cộng tu đầu năm, quý Phật tử về đây, chúng tôi hoan hỷ vô cùng. Và hôm nay tưởng chừng ai cũng sợ virus corona không tới đây, cuối cùng đến đây đông quá chừng vậy ta. Hôm nay cho quý vị đeo hết đó là cũng thông báo chung của giáo hội. Hòa thượng chủ tịch Thích Thiện Nhân có ra công văn đó là tụ tập đông người phải đeo khẩu trang hết. Mọi người đeo khẩu trang hết rồi, những vi trùng trong đó còn dắt ngang khỏi đeo được không? Giờ đeo sao nói? Chút nữa chúng tôi nói cái điều này, và Thượng Tịnh không có nói về cái điều vi trùng này và nó phát xuất từ đâu và nguyên nhân gì. Rồi Ấn Tổ cũng có nói, rồi chúng tôi sẽ nói thêm để chúng ta yên tâm mà bảo vệ thân thể của mình. Chút nữa chúng tôi nói điều này. Cái việc mà khi gia đình mình có hữu sự, giống như là nhà cô Hằng mà bà cụ ra đi một năm hôm qua, cô nói mà chúng tôi cảm động. Cô nói năm ngoái con vào đây, sư phụ cái chỉ dạy con về trì thần chú Đại Bi. Ngoài cái thời gian niệm Phật đó, trì thêm thần chú Đại Bi, những cái tâm nguyện mình muốn thì rất nhanh thành đạt rất mỹ mãn. Khi cô nghe như vậy xong, cô về cô trì ngày cả 25 biến vài tháng. Thì có tâm nguyện của cổ trì là để hồi hướng cái công đức này và nguyện để mà vô cúng dường trai tăng cái dỗ đầu tiên tiểu tường năm thứ nhất của người mẹ. Thì cổ đó ngoài sức tưởng tượng, vừa nhanh vừa thành tựu viên mãn cái việc mà trì Đại Bi hồi hướng. Cho nên chúng tôi mới ngồi suy nghĩ vì sao mà tổ sư Ấn Quang ngài lại trì thần chú Đại Bi. Bởi vì ngài thấy cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn tay ngàn mắt, bất khả tư nghị. Phàm phu không thể nào đem cái trí của mình, cái trí phàm tình của mình mà suy lường được cái thánh cảnh và công đức bất khả tư nghị của thần chủ Đại Bi. Cho nên ngài tán thán, ngài nói nếu ai không trì thì đừng có hỷ báng, đừng có ngăn cản người khác. Vì mỗi căn cơ chúng sanh, nghiệp chướng nó sai biệt. Có nhiều lúc họ niệm Phật niệm không vô, mà họ nhiếp tâm họ trì thần chú Đại Bi thì có hiệu quả liền. Bây giờ có duyên với Bồ Tát Quan Âm, cho nên thành ra cái sự gia trì của ngài nhanh lẹ. Có cô đó cái tâm của bất an, có gặp nhiều chướng duyên, oan gia đến coi như muốn rứt cái tay cô bỏ ra ngoài luôn á. Mà cô tha thiết của lễ Phật, của niệm Phật mà không biết sao chưa có đủ sức để mà phục được cái tâm sợ hãi đó. Cô trì mới có 5 biến, phát tâm 21 biến Đại Bi, một thời công phu mới có 5 biến là thấy thân tâm thanh lương rồi. Cô kể cô nói bất khả tư nghị. Vậy cho nên hôm qua cô nói là con gặp ai con cũng khuyên, bởi vì con thấy có cái sự thành tựu mà để gia đình đồng thuận,
có được 200 triệu gửi vào để cúng dường Trai Tăng ngoài sức tưởng tượng cái sự giá trị của Phật Bồ Tát. Hồi sáng chúng tôi đi trên đường có nói với chú Quảng Tịnh, khi mình làm một cái việc gì mình nghĩ Bồ Tát Phật giao phó cho mình làm, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho mình, nếu bữa đó mình làm không thành tựu, không trách người mà trách mình lòng tin với Phật Bồ Tát quá yếu kém. Còn nếu mà mình thành tựu đó là Phật Bồ Tát gia hộ cho mình, chứ cái khả năng phàm phu của mình không có thể khả năng, không đủ khả năng làm được, thì từng việc nhỏ việc lớn cho đến việc thiệt lớn, đó là liễu sanh thoát tử thọ mạng hết, cũng giao hết cho Phật Bồ Tát sắp xếp lo lắng cho mình. Thì người này là người con ngoan đúng không? Người con ngoan. Còn con cái ở trong nhà tự sắp xếp, cha mẹ nó không nghe. Có hai vợ chồng từ ở dưới Sài Gòn lên nói con phiền não con khổ quá chừng luôn, ba ngày Tết lục đục lộn xộn trong gia đình, thôi hai vợ chồng con lên đây cho nó khuây khỏa, trong nhà như cái địa ngục khó chịu quá. Hỏi sao vậy? Kêu con gái của con nói cho có chồng mà con khuyên nó đừng ra riêng mà nó cứ đòi ra riêng, con rể cũng đòi ra riêng, con không cho nó khó chịu, nó mặt nặng mặt nhẹ ba ngày Tết mà nó làm khó chịu vô cùng. Bây giờ thầy có cách gì chỉ cho con để con thỏa mãn trong lòng? Thì Giác Nhàn nói cô khuyên nó không được, nó muốn ra cho ra là nó thỏa mãn khỏe thôi gì đó. Đúng không? Tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, tùy thuận chúng duyên vô quá ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hai. Cái sanh tử khổ đau buồn phiền buồn muộn đó là do mình cầu không được, cầu nó ở chung mình không được thì thôi không cầu, không có bắt buộc nó nữa. Tùy thuận hoan hỷ vui vẻ, để họ ra họ ở riêng thì còn quay lại về với mình, chứ không cho nó lén nó đi là nó đi mất luôn á. Đúng không? Cha mẹ không dạy dỗ con cái từ đầu lớn lên ngang ngạnh bướng bỉnh, khổ về con cái ghê gớm luôn. Khổ về con cái nhiều lắm. Bây giờ uống không được, măng nó thành tre rồi, uống không được nữa, chồng nó nói cái gì nó cũng nghe mà mình nói nó không nghe, thì thôi đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta cứ thế thôi. Phải không? Khỏe không? Bà nghe vậy bà kêu trời ơi, cái chuyện này vậy mà mình suy nghĩ không ra, hèn gì người ta lên gặp ông nhiều là phải rồi. Kêu gặp thầy mà gặp Giác Nhàn mà không về văn lời làm theo thì cũng thôi, cũng bằng không thôi. Vậy thôi giờ tôi với ông về hoan hỷ đi ha. Đó, khỏe không? Giải thoát cho người khác, tha thứ cho người khác, hoan hỷ cho người khác, tùy thuận người khác là giải thoát chính mình. Làm thử coi, làm thử coi. Hôm nay Giác Nhàn học được cái đạo lý là tùy thuận chúng duyên, chúng sanh vô quái ngại, sanh tử niết bàn vốn không hai. Câu Phật pháp này thâm sâu hay lắm. Này quý thầy nói thôi cho con đi học luật ngang, kêu ờ được. Cho con đi học Phật học ngang, kêu ờ được. Bây giờ họ sắp xếp sẵn hết rồi, trong tư tưởng họ như vậy, cảnh giới họ như vậy, cái muốn họ như vậy. Chứ bây giờ họ tới họ hỏi mình con có nên hay không nên thì mình mới khuyên, đúng không? Còn bây giờ họ kêu họ muốn vậy thôi chứ khuyên gì nữa. Đúng không? Phật tử đang niệm Phật ngon lành quá, an lạc quá, thấy người khác nói pháp môn thiền hay quá, giờ con quyết định con theo pháp môn thiền. Ồ được, tốt lắm, thiền theo đi không sao. Chứ không mình rao, trời ơi tôi dạy ông bao nhiêu lâu, tôi dạy cô bao nhiêu lâu đây, thầy nói cô không nghe, nói tới lối lui rồi dằn co qua lại rồi gì, họ đi mất luôn. Giác Nhàn có nói một câu là cô tùy thuận cho con cái, hoan hỷ cho con cái ra riêng đi, chừng nó khổ đau nó cần gì nó còn quay về để nó hỏi ý kiến mình. Chứ nếu mà không chịu ngăn nó đi mất luôn là không bao giờ nó về với mình, coi như mất đứa con này luôn. Hai vợ chồng hoan hỷ đầu năm cười túm tím đi về. Phật kia kìa,
Phật kia kìa, cái Đức Phật Thích Ca kia kìa, cái lúc còn tại thế mà tăng chúng á, ngài dạy ngài nói mà có cái sự lục đục, ngài bỏ vô rừng ngài ở, ngài kêu thôi mấy người không thuận theo tôi dạy thì thôi tôi vô rừng tôi ở. Ngài vô gốc cây ngài ngồi ngài ở trong đó, ngài không phải giận lẫy đâu nghe. Còn mình mà con cái không nghe mình đi ra ngoài đường mình lên chùa ở là giận cành hông luôn á mới đi á. Phải là cuối cùng sao vô thỉnh ngài ngoan ngoãn vâng lời, cái ngài về ngài không có nói nhiều. Gia đình mình sở dĩ lục đục là nói nhiều quá mà không làm. Quý vị coi kỹ là đi, nói nhiều lắm bếp xếp nói suốt, nó nghe nó chán quá rồi, nó kêu bà ơi tôi chán quá bà đừng có nói nữa. Dùng lời nói dạy có sự tranh cãi, dùng thân để dạy làm đi nó thuận theo. Lời của tổ hả? Lời của tổ sư khuôn vàng thuốc ngọc đó, không nói nhiều. Nay bịt khẩu trang rồi đừng nói nữa. Hay lắm á nha. Bữa nay cái đạo lý bịt khẩu trang này nó cũng hay lắm á. Cái con trâu mà khi mà người ta dắt nó đi cày á, mà không bịt cái rọ trong miệng đó, cái rọ người ta đang vừa đủ cái miệng của đó thì nó cứ quẹt qua quẹt lại nó ăn lúa của người ta. Cho nên người ta giật dây cương mệt chết đi. Nó quẹt qua đây cái giật bên này, nó quẹt bên này cái giật bên này, giật hoài con trâu này nó kỳ cục quá, nó cứ ăn toàn là ăn lúa mạ bên hai con đường đi của người ta. Người ta bán dấu mà. Bây giờ khỏi phải giật dây bịt cái miệng, cái đó cứ lấy cái miệng nó đưa đưa vô mà không dính. Mình về mình đeo về tới nhà luôn nha. Chủ nhật khác đeo mang lên, chủ nhật sau mang lên tiếp nha, đeo vô. Nhưng mà nhớ 24 tiếng đồng hồ là thay cái khác đi, còn thầy không có tiền theo đeo 24 ngày luôn. Thôi 24 tiếng đồng hồ là thay cái khác, chủ nhật sau gì mang lên. Bữa nay có cô Phật tử có phát tâm cúng dường 1,000+ cái, không phải về rồi vứt đó rồi về sau không có. Bởi vì cái tổ chức đông là phải đeo khẩu trang. Thực như vậy là lịch sự lắm á, nhìn thấy lịch sự lắm. Nhất là về nấu ăn cũng nên đeo luôn. Sáng chúng tôi nói thầy nhận ngữ á, thầy thở Canada 2 mét là bao nhiêu vi trùng của thầy là vô thức ăn hết. Hôm nay đeo khẩu trang cái hay của nó. Mình thấy nó là lạ vậy thôi chứ mà thấy rất là lịch sự. Lỡ sáng mình không xúc miệng, quên xúc miệng, hoặc cái miệng mình nó thối quá, cái nó cũng nằm ở trong đó thôi, nó không có đi ra. Có cái cô ở dưới miền Tây, cái miệng có thối là đứng nói khoảng 3 mét là nghe, hôi quá trời luôn. Thối mà như cống rãnh luôn á. Cái cô nói bây giờ con phải làm sao? Gia đình con không phải tránh, con phải ở phòng riêng, mà vô phòng con là nó hôi. Thì kia thôi giờ bịt cái khẩu trang lại đi cho nó đỡ bớt. Mình con hửi thôi, ai biểu. Ai biểu tạo nghiệp nói sai sự thật, rồi nói lời hung ác cho nên bây giờ bị quả báo là hôi miệng. Tôi kêu vậy ngoài bịt khẩu trang còn làm cái gì nữa không? Kêu niệm Phật. Tiêu cái nghiệp này rồi thì miệng nó thơm lắm, nó ngọt lắm. Niệm 3 năm. Mà cô này vừa là hô mà vừa là miệng hôi nữa. Ra khẩu trang là cứ bịch vô như vậy thôi à. Người ta nói gì cũng không dám mở ra, vừa hô mà vừa hôi nữa mà ai mà dám mở ra. Cái cuối cùng sao? 3 năm sau hết hô đi ra ngoài đường mở đó. À, có. Đi... đi thoải mái luôn, cái mặt cảm hô mất rồi, ai chê gì cũng không còn mặt cảm hô, hôi hết luôn, hay thiệt, niệm Phật hay thiệt, hô hôi tiêu luôn. Bữa nay mà có khẩu trang cô nào mà hô là đỡ dữ lắm, đỡ lắm. Thì sao? Cái đạo lý của con người mình. Cái đạo lý của con người mình là tốt hay khoe mà xấu che giấu, không cho người biết đến. Ai mà môi cái xấu của mình ra là thôi, cái mặt mày nặng, mặt nặng mày, là mình làm mẩy rồi, không chịu. Riêng chỉ có tổ Ấn Quang là nói cái xấu của mình số 1. Có vị đó khen ngài á, là thầy là ngang bằng với ngài Tổ Liên Trì. Ngài nói ông nói quá lời, tôi nghe giống như búa rìu đang chặt trên người tôi khó chịu vô cùng. Ông làm như vậy về sau tôi không dám trả lời thư ông nữa, ông làm tôi khó xử quá. Tôi là người phàm phu dốt nát, phàm phu mà coi như chỉ biết cơm cháo thôi,
sao mà ông khen tôi quá lời như vậy, ông không nên khen như vậy, ông làm tôi khó xử quá. Còn mình sao? Vừa khen mình là gì? Bồ Tát là Phật, vừa khen mình là giỏi, là người có tài, có đức, cái mặt vên đi. Coi như coi không ra gì nữa hết, cho coi trời bằng dung rồi. Thì người này gặp chướng ngại hoài, gặp hoài chướng ngại. Trọng danh ghét thật, phải phơi bày cái sự thật phàm phu của mình ra để làm biểu pháp. Ngã mạn mình lâu ngày chày tháng nó tiêu đi. Các hàng Bồ Tát luôn luôn ẩn kính tài năng. Các hàng Bồ Tát luôn luôn là gì? Đem cái xấu mình ra cho mọi người. Thực ra Ngài không đến nỗi xấu như vậy, mà Ngài nói cái xấu đó để chúng sanh nhìn lại mình. Khi mà mình chấp nhận xấu rồi, ông chồng ông nói bà là người mất dạy, kêu đúng, tôi hồi nhỏ cha mẹ dạy ít quá, đúng, đúng không? Bà là thế này thế nọ, bà là thế kia thế khác. Hoan hỷ nhận hết, giống như Ngài Di Lặc bao dung nhận hết những cái gì người ta không nhận, xả hết những cái gì người ta không xả được. Tài sắc danh thực thì Ngài xả, mà xả tất cả được tất cả. Trên cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói, cái tiếng nói đầu tiên của chúng tôi quan trọng trong cái buổi nói chuyện sáng hôm nay, đó là những ngày đám giỗ, đám cưới, sinh nhật, ngày vui mừng thọ, đừng nên sát sanh. Không giết súc sanh trong nhà để mừng thọ đám giỗ, mà gì? Không mua thịt về để làm, chỉ nấu chay, cúng đồ chay, gạo nếp thơm tho, rau sạch sẽ thanh lương, cúng thần thánh Bồ Tát, các vị hương linh thọ nhận hoan hỷ, phước báu vô ngần. Có một cái chú đó, chú nghe chúng tôi giảng xong, hai đứa lập gia đình xuống chùa Vĩnh Nghiêm, đặt cả nhà hàng chùa Vĩnh Nghiêm, đặt đồ chay mời mọi người đến, tưởng là không ăn, cuối cùng họ ăn sạch sẽ luôn. Đồ chay sao ngon quá, lạ miệng. Lâu lâu ăn chay bữa sạch ruột, họ thích quá chừng luôn. Và tưởng rằng là gì, họ bỏ không bao nhiêu tiền, cuối cùng lại quá chừng tiền luôn. Trong mạng người này có, họ làm cái gì cũng thành công. Cho nên trong này có một số người như cô Nga Tần, một số quý Phật tử hành theo cái biểu pháp đó là con cái, đám cưới, chay. Mời người ta tới, bình thường không tuyên bố gì cả. Họ đến họ thấy lẩu đồ, cũng tôm cá đồ đầy đủ hết trơn, mà bằng bột không à. Nhìn con cá nằm trên dĩa y chang luôn, mà toàn là hem. Họ ăn vô họ giật mình, họ kêu ngon hơn cá thiệt. Nhưng mà kêu ăn luôn đi, kêu không, ngán lắm, ăn luôn không được. Nên làm cái chuyện này. Có một cái gia đình đó, đám cưới mời Ngài Chí Công đến, không biết thầy đó là ăn chay. Phật tử mới biết thầy và đến chùa, cho nên quý thầy đó quá, ví hòa thượng Chí Công này quá, khi mời đến nhà. Lắng nghe chỗ này, vừa đến nhà cái là Ngài có thiên nhãn, Ngài nhìn Ngài thấy con heo đó là bà nội, con gà đó là ông nội, ông nội với bà nội chết rồi, rồi con vịt đó là bà ngoại, cha cũng mất rồi đó, là con cá nằm ở trên thớt. Ngài xuống bếp, Ngài nhìn thấy Ngài giật mình luôn. Ngài ổ sao mà giết ông nội bà nội, cha bà ngoại ăn như vậy. Cái gia đình chân hững nói, ủa sao mà thầy nói kỳ cục vậy, con cá này mà sao là bà nội, con cá này sao là cha, con gà con vịt này sao là ông bà nội được, không phải đâu, thầy nói sao vậy, con nghe con sợ quá. Bắt đầu Ngài mới nói lý do gì bà nội chết, ông nội chết, rồi đọa làm con súc sanh, con gà con heo trong nhà bữa hôm nay giết như vậy. Ngài nói xong xuôi hết rồi, cả gia đình gì không dám giết nữa, đem đi thả một số, lỡ giết rồi đem đi chôn. Ngài Chí Công Ngài có được thiên nhãn, Ngài nhìn Ngài thấy được cái đời trước của con cá con gà này. Cho nên trong kinh mới nói là tất cả chúng sanh là Phật
sẽ thành là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai. Nếu giết nó mà ăn thì chắc chắn trước sau gì cũng phải trả nợ. Hồi sáng mới nghe tức thì ông Tổ nói mình giết cha họ, họ sẽ giết cha mình. Cha mình chết rồi, họ sẽ giết mình. Mình giết con gà đó thì con gà đó trong đời này nó chống cự không nổi, nhưng đời sau nó phải giết lại mình. Đây là nhân quả. Mình giết mẹ họ là mẹ họ, họ sẽ giết lại mẹ mình. Mẹ mình chết rồi, họ cũng sẽ tìm cách để giết mình. Mình giết con heo đó sẽ giết mình. Đời này giết không được thì nhiều đời hậu báo về sau họ cũng sẽ thanh toán mình thôi, không có tha mình đâu. Vì vậy cho nên bữa nay mình làm gì? Nên khuyên mọi người cúng đồ chay, ăn chay. Công đức của người này thọ mạng kéo dài, phước thọ người này tăng trưởng. Cho nên Ấn Tổ nói cái chuyện khốc liệt nhất trong đời này của con người đó là ăn thịt. Và vì có người ăn cho nên mới có người cung ứng đi giết. Nếu mà người ăn mà họ không ăn á thì người giết họ cũng không giết để làm gì hết. Công nhận không ạ? Và cái đề xướng của Ấn Tổ là kiên giết ăn chay, phóng sanh giúp đỡ người nghèo. Tiêu chí của Ngài là vậy. Như vậy hôm nay mình nên nói với con cái. Còn nhỏ mình nói rồi, còn nhỏ là mình nói là lớn lên con lập gia đình, nếu đi tu thì càng tốt. Còn nếu không lập gia đình, nếu không đi tu mà lập gia đình thì phải giữ cái tâm nguyện là cái ngày vui của mình là phải đem đồ đi phóng sanh giúp đỡ người nghèo. Chứ cái ngày vui của mình đám cưới sinh nhật mà đãi đằng loài súc sanh, giết nó một cách vô tội thì cái vui của mình không thể bền bỉ lâu dài, đến đầu bạc răng long được. Nhắc con cái điều này được không? Nhắc cháu chắc điều này được không? Được. Mà khi mình làm được điều này thì gì? Nhà tích điều thiện thì việc vui có thừa. Còn nếu làm không được điều này thì nhà tích việc ác, tai ương có thừa. Vì nể tình anh em bạn bè, rồi vì dòng họ xóm làng, sợ họ cười mình, họ cho mình cổ lỗ hủ, cho nên không dám đám cưới chay, không dám cúng chay. Đó là cái tự ti mặc cảm, tự ái. Và mình có cái tâm nguyện này thì quỷ thần không có gia hộ mình đâu. Người ta tới người ta ăn một chút xíu rồi người ta đi, để lại bao nhiêu cái hậu quả. Quỷ thần hộ pháp không giúp đỡ mình, không gia hộ mình vì mình là người ác. Nghe đến cái chuyện làm gì mà sát sanh mua thịt chúng sanh về mà ác, vật phải dưỡng nhương nó nuôi mình chứ làm gì mà cái chuyện này ác. Có nhiều người không bằng lòng chuyện này. Nhưng bây giờ là mình thấy không cái điều đó là mình suy nghĩ nó là đúng, mình cứ sát sanh. Nhưng một thời gian sau mình thấy là cái suy nghĩ này sai lầm. Khi nào thấy sai lầm? Bắt đầu nó tới nó đòi mạng là bắt đầu mới thấy sai lầm nha. Cái câu chuyện Ấn Tổ ngài kể lắng nghe nha. Cái ông đó ông bán bún bò, rồi đủ thứ loại bún mà ông mua thịt một ngày cũng khá nhiều. Khi ông bán như vậy thì phải có người giết cho ông chứ. Ông bán cũng mấy năm trời, khá cũng giàu, làm ăn cũng được. Đêm hôm đó nằm, gà vịt heo đã tới, nó đứng mà ổng run mà ổng sợ. Nó nói tôi đòi mạng ông. Hỏi ôi tôi có giết các ông mà, tôi đâu có giết các ông đâu mà các ông đòi mạng tôi, các vị sao lại đòi mạng tôi? Nó nói là ông không giết trực tiếp nhưng mà gián tiếp do ông bán bún bò, giò heo, ông bán những cái thức ăn mặn cho nên người ta mới giết mang đến để mà bán cho ông. Ông bán cho người khác, ông sống lấy cái đồng tiền trên sinh mạng của tôi, bây giờ tôi phải đòi mạng ông. Ông nghe cái ông quảng hồ, ông sợ, ông kêu bây giờ đòi mạng tôi chết thôi cũng vậy thôi. Bây giờ thôi tha tôi đi, tôi chuyển cái từ quán mặn sang cái quán chay. Rồi tôi lấy cái đồng tiền lúc trước về làm ăn được, tôi cúng dường trai tăng, tôi hồi hướng cho các vị. Thì trong 1/3 nó dùng dằn nó không chịu. Nó nói, ông nói như vậy là ông không làm sao?
ông kia không làm mạng tôi còn đây, cứ tức diệt tới lấy. Nếu mà quý vị hoan hỷ như vậy đó thì tôi lợi mà các vị cũng có lợi. Tôi có lợi là tôi còn sống để tôi làm phước, tôi hồi hướng cho các vị. Các vị cũng có lợi là thừa hưởng được cái phước cúng dường trai tăng phóng sanh. Tôi không có làm quán mạng nữa thì các vị cũng có lợi, lợi đôi bên. Thì 2/3 nó nói thôi đồng ý cho ổng đi. Nếu mà ổng mà không làm y như lời ổng nói là tới xử lý ổng. Ông nghe ông thức dậy mồ hôi hột đợt 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 đợt. Mồ hôi hột nó rớt đợt đợt đợt, lạnh hết cả người. Kêu bà ơi, hồi tối mấy cái con mà lúc trước giờ mình bán cái con gì mà có bán cho người ta ăn là nó tới nó đòi mạng tôi. Thôi chuyển qua quán chay đi bà. Bà nghe cũng bà chịu luôn, bà cũng chịu theo rồi cuối cùng chuyển quán chay mời chư tăng đến cúng dường hồi hướng là nó không tới đòi mạng nữa, nó siêu thoát. Cái điều này là ấn tổ có nói ở trong văn sao. Nhân cái tiện hôm nay chúng tôi mới báo cho quý vị biết là không phải mình không giết mà mình nấu cho gia đình ăn, mình mua về là không có tội đâu. Có. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Trong nhà tuyệt đối không nấu nữa, có ăn thì ra ngoài ăn. Thì trong bếp của quý vị không phải là chỗ oán quỷ hội tụ. Hồi trước gia đình của chúng tôi chưa đi tu là gia đình mua thịt mua cá về. Có một cái căn bệnh, quý vị biết bệnh gì không? Ghẻ ruồi. Ở đây ai bị ghẻ ruồi chứ? Cái mục nó nhỏ 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 nhỏ, nó không có ra mũ mà nó ra nước. Mà gãi đến đâu nó chảy nước là nó lan đến đó. Nó lan cùng mình hết trơn. Ở trong mình không còn chỗ nào mà nó không mọc hết trơn. Mặt mày thôi, nó mọc toàn là kẻ tay. Sáng ngồi cứ từng tưng 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 như nè. Là gãi càng đỏ, càng chảy nước, càng ngứa thì càng lây lan. Tối ngủ không được. Người ta bày có cái loại thuốc màu xanh á, thôi mang về một chai tho vô, còn cái hai con mắt không xanh thôi. Cái môi cũng xanh, cái chỗ nào nó cũng xanh lè. Toàn thân là xanh lè, xanh lét luôn. Đến ngày đi học thì gì rửa ra chút cho trong người là ngồi cứ vậy. Nó khó chịu vô cùng mà ghẻ ruồi là thôi ngủ không được, đờn suốt đêm mà. Gãi suốt đêm ngủ không được. Bị như vậy 3 tháng gia đình mất hồn kinh hết trơn mà không biết nguyên do. Không biết nguyên do từ đâu. Lên gặp ông sư phụ. gặp ông hòa thượng, ông nói biết nguyên do gì bị ghẻ ruồi không? Kêu dạ không, không biết, giờ lên hỏi thầy. Thuốc gì cũng uống hết trơn rồi, thuốc gì cũng thoa hết trơn rồi. Người ta chỉ cái cây cúc quỳ là nó đắng dữ lắm. Nấu nước thiệt đặc tắm vô cho con ghẻ đó chết mà nó còn không chết. Cuối cùng sao? Ông kêu về ăn chay đi hết liền. Nghe lời, bây giờ chỉ sao làm vậy cho nó ngứa quá chịu về nổi nữa. Về làm đồ chay ăn, ăn chay luôn á. Mà mới ăn chay thì nó cũng thèm thịt quá chừng luôn, thèm cá quá chừng, nhưng mà sợ ngứa quá cho nên mình ra phải ăn thôi. Cuối cùng sao? Mới có một tháng nó khô hết, tự nó lành nó mất. Thì ấn tổ mới nói người ăn chay khi bệnh truyền nhiễm, ôn dịch lan truyền, người ăn chay ít bị phạm bệnh, ít bị vướng vào những cái bệnh mà đang bị truyền nhiễm. Và hòa thượng sáng nay ngài có nói là người không có sát sanh, không có bị nghiệp corona, thì corona đến là gì họ cũng không làm gì mình được hết. Bởi vì mình không có cái nghiệp để mà giết con thú để cho mình phải bị thọ lãnh cái nghiệp này. Từ ở bên Trung Quốc mà cái làng Hán Vũ đó đó, nó bán những con dơi bự thiệt bự, mà con dơi đó là nó có cái loại vi trùng này, nó bị bệnh, cho nên cái ông đó ông ăn vô là cả nhà chết dịch hết luôn. Bắt đầu từ khi mà ông ăn vô rồi bắt đầu ông bị bệnh, cái ông đi ra ông nói cái nó đi theo đường hơi thở nó ra, nó lan truyền hết khắp nơi. Thì từ nơi giết cái con này, cũng từ nơi sát sanh mà ra. Những loài vi trùng này nó có một cái sự hiểu biết tinh vi vô cùng. Lúc trước giờ là mình giết tất cả các đồng đội đó, các loài súc sanh mình giết nó. Hôm nay cơ hội nó có một cái năng lực để nó tấn công lại mình. Khi mà nó tấn công lại mình rồi mình mới sợ phải không ạ? Nhưng mà mình tấn công, mình giết nó hàng loạt tất cả các loài chúng sanh, vui vẻ mình giết nó, không có một, mình không có một cái gì sợ hãi hết trơn. Bây giờ mà trong gia đình có ai cảm sốt là biết chuẩn bị corona. Ám ảnh luôn. Mới có sốt cái là thấy là corona đến nhà rồi. Sao mình không đem cái sợ mà mình chết mình bệnh như vậy nè, rồi mình nghĩ đến chúng sanh nó sợ, nó chết, nó bệnh, mình đem lòng thương nó. Thì khi mà người mà khởi được ý niệm này, thương nó,
khuyến khích người ăn chay, khuyến khích người phóng sanh. Thì đây là một cái tâm từ, nó có cái năng lượng miễn dịch cực mạnh. Lòng từ mình thương yêu đồng loại, tất cả các loài chúng sanh, thì nó có cái sức miễn dịch ở trong con người của mình, nó chống lại tất cả các loại vi trùng. Bên cạnh đó là mình ăn chay niệm Phật, thì cái cơ địa người này có một cái kháng thể cực kỳ mạnh. Hiện tại bây giờ trong bệnh viện quý vị nhìn kỹ lại có bao nhiêu loại vi trùng nó đang tấn công bao nhiêu con người, mà bác sĩ tìm những loại vi trùng, những loại vi khuẩn, vi trùng bao tử, mình bị viêm loét cũng có loại vi trùng, não mình bị tê liệt cũng có một loại vi trùng nó đang ăn lên não. Không phải corona, nó tên gì á, nhưng đang tấn công mình. Là lý do gì? Cơ thể, kháng thể của người đó quá yếu. Vì sao người ta kháng thể yếu? Lắng nghe nè. Vì do người đó ăn độc, uống độc, ngửi độc, cho nên kháng thể bị yếu. Ăn độc là gì? Trong thịt có độc, trong thịt con dơi có độc, trong thịt con heo có độc, trong thịt con bò có độc, tất cả các loại thịt có độc. Vậy coi lại kỹ trong văn sao Ấn Độ nói. Rồi uống tất cả các loại rượu, cái loại nước có ga, nước có chất bảo quản, rồi không khí độc nữa, thì cơ thể người này không bệnh là chuyện lạ. Bây giờ quý vị xem lại, trước khi con vi trùng này xuất hiện, do cái ông ở bên Trung Quốc, cái làng Hán Vũ này xuất hiện và bị con vi trùng này, thì một ngày quý vị biết chết bao nhiêu con người ở tất cả các bệnh viện. Chưa nói cái chuyện tai nạn xe, chết hơn 900. Kinh khủng không? Thì tất cả những cái bệnh viện đó chữa không được và diệt con vi trùng nó không được, nguyên do kháng thể người đó quá yếu rồi. Thứ hai, thọ mạng người đó hết rồi, thuốc chữa không được, thì người đó phải chết thôi. Cho nên cái người ăn chay trường có một cái sức đề kháng và miễn nhiễm, cộng bên cạnh đó họ không có gieo oán thù với tất cả các loài vi khuẩn nhiều. Còn khi mình ăn thịt, ăn cá, ăn tất cả các loài dơi, loài súc sanh là mình gì? Mình gieo oán nghiệp với loài vi khuẩn đó, loài vi trùng đó. Nó phải tới nó đòi nợ mình thôi. Và thượng tình không nói mình không có nợ với nó, thì nó tới nó cũng bỏ nó đi thôi. Còn nếu mình có nợ với nó rồi thì cũng đủ kiểu, trước sau gì nó cũng tới nó đòi nợ mình thôi. Nhân quả ở trong cõi này nó chằng chịt, nó đang xen lẫn nhau, mắt phàm mình không thể thấy được. Không phải người đó vừa bệnh đó chết là không có gì bỗng không, do xui xẻo, không phải đâu. Mà phải có nguyên do của nó, là nghiệp chướng đến để mà gì, cướp đi cái thọ mạng và thọ mạng người đó hết. Cho nên Ấn Tổ ngài dạy nè, lắng nghe nè. Gia đình người nào cũng mong rằng đầu năm mới được làm ăn phát đạt, con cái học hành đỗ đạt, gia đình không có bệnh hoạn sum vầy, con thảo cháu hiền đông đúc đầy nhà, thân khỏe tâm an. Ai cũng muốn điều này. Ở trong này ai muốn điều này giơ tay lên. Sao không muốn? Giấc nhàn cũng muốn nữa chứ đừng nói ai. Đúng không ạ? Nhưng mà làm như thế nào được điều này? Làm như thế nào để được thân khỏe tâm an, gia đình hạnh phúc, gặp sao xấu? Hôm nay 49 tuổi là sao La Hầu, ví dụ vậy mà. Hoặc gặp những cái điều xấu ác nó tới với mình, đâu ai muốn như vậy đâu. Nhưng vì sao nó đến với mình? Mà vì sao khi nó đến nặng thành nhẹ mà nhẹ biến mất? Sở dĩ nó đến với mình là người này, tâm người này, con người này, nhà này tích ác, không làm thiện, bỏ thiện làm ác. Cho nên những điều ác đến với mình. Rồi lúc đó mình mới gì? Năm nay sao tôi xui quá. Nghe thầy Giác Nhàn á, ổng nói rằng là mình làm phước thiện, mình tu hành, tôi cũng tu dữ lắm, tôi tu khá nhiều lắm, tôi cũng làm phước, mà sao không biết quả xấu ác đã đến với tôi lia lịa à? Thì lý do gì? Mới có làm hôm nay, mới có làm trong ngày hôm nay, mới có làm những năm nay, nhưng những năm trước đã tạo quả ác quá nhiều, cái nhân ác quá nhiều, bây giờ phải thọ lãnh cái quả ác, đúng không? Đời này làm thiện nhưng đời trước đã làm ác rồi, cho nên bây giờ gì? Hưởng lấy cái quả ác. Mùa này trồng lúa, mùa trước không có trồng cho nên thành ra bây giờ vẫn đói. Mùa sau kìa thì mới có lúa ăn.
Cho nên Ấn Tổ nói nếu trong đời này mà không lấy nhân quả để mà trị quốc bình thiên hạ, để giáo dục gia đình, thì gia đình thiên hạ loạn lạc hết ráo luôn, không thể nào bình yên được. Cho nên nhà tích điều thiện thì việc vui có thừa, trong gia đình quý vị an vui hạnh phúc, gặp những sao xấu, gặp những cái điều xấu ác, mình cũng gì vui theo cái chuyện xấu ác, thì gì nó sẽ biến mất từ 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 từ. Vừa rồi có cái cô đó, cô lên cô gặp chúng tôi vào ngày mùng ba Tết, cô mới nói thưa thầy, ông chồng con ông quánh nhiều quá, con phải lên đây con trốn, mới có mùng ba thôi mà ông dí con qua tới bên nhà ông quánh con. Con còn đứng con nói lại, ông đi theo vợ bé mà ông còn làm cái chuyện này chuyện nọ vậy xấu ác mà ông còn quýnh tôi nữa hả? Ông hơn thương tôi, ông còn quýnh tôi nữa hả? Cuối cùng ông chạy qua ông quýnh nữa, con chạy lên đây luôn thầy. Hỏi lý do gì mà gia đình lộn xộn cô biết không? Hỏi vì sao? Kêu do cô một phần lớn lắm, cứ nói làm gì con, ông sai mà. Ông theo vợ bé rồi mà ông còn quýnh con nữa, làm gì con sai, con có làm gì nên tội nên tình đâu. Kêu không làm gì nên tội nên tình mà cái miệng này cãi lại là ông quýnh chưa phù bỏ là mấy. Mới kể cho cậu nghe cái câu chuyện này, cậu nghe cậu cảm động. Có một cái ông đó cũng 60 mấy tuổi rồi, ông làm bên tòa án nhưng mà ông làm được việc cho nên thành ra còn giữ ông lại. Tuy rằng về hưu rồi nhưng mà ông có khả năng ông làm cho nên giữ lại. Hàng ngày ông đi làm, ông có xe ô tô ông đi. Thì bữa đó bà vợ ngồi bữa trưa ông đi, đầu giờ chiều ông đi, bà vợ ngồi chơi với lại mấy người bạn bè, thấy ông chở theo cô bồ nhí. Chuyện này hôm trước chúng tôi kể, hồi năm ngoái có nói về cái việc mà khai giảng lớp đệ tử quy, chúng tôi có nói điều này, mong mọi người phụ nữ về áp dụng cái chuyện biểu pháp của cô này thiệt hay luôn. Thì khi thấy chở đi ngang qua rồi, cổ tỉnh bơ, mấy người bạn nói trời ơi ông chồng mày ông chở vợ bé đi mà sao mày không chặn đầu lại, mình chặn xe lại mình đập cho nó phù mỏ đi chứ, mày làm gì mà mình ngồi im ru vậy, sao mày hiền dữ vậy, mày hiền quá, ông treo lên cổ mày, ông bắt mày làm cô ly, nói đủ thứ, bà im ru bà không nói gì hết trơn. Bà về nhà lại bà lo kỹ càng hơn lúc trước nữa, nước nóng cho tắm, nước rửa chân, đồ này nọ, đồ bà ủi đồ, bà làm thiệt tốt. Thì ông nhìn qua ông thấy, bà cũng thấy mà, nhưng mà sao bà này bây giờ bà không nói gì hay vậy ta. Ở đây có ai được vậy không? Cuối cùng sao? Ngồi bữa ăn cơm mình nói bữa cơm thiệt ngon, mà nói anh nè, chắc hôm trước anh chở thằng cô Bùi Nhí đi, chắc anh thấy em ngồi thấy bao nhiêu đứa bạn á, nó xúi em phải về nói với anh là bỏ nó đi, còn không em phải tới em rạch mặt tạt axit nó đó, rồi em phải tới em quánh cho nó phù mỏ lên đi. Nhưng mà cuối cùng cái em thấy như vậy làm nhục nhã anh, làm chạm đến lòng tự ái của anh, làm cho anh buồn, cho nên em không làm như vậy, em tôn trọng anh, cho nên anh kêu nó về nhà sống chung cũng được. Trời ơi, hỏi bà nói giỡn hay bà nói thiệt? Bà kêu cái này nói thật, nghe pháp thầy nhàn rồi hiểu rồi, nếu mà em không tròn bổn phận với anh, kém người khác về lo cho anh, miễn sao anh thoải mái là được, không sao đâu. Trời ơi, ông nghe ông mát tai, ông sướng quá rồi gan, ông thoải mái rồi gan, cái ông im lặng thôi, đâu có cãi được đâu, đúng không? Chứ bây giờ nói sao? Ông nó nghe chưa, ông là người phản bội. Hồi trước đầu tiên mới quen nhau, ông nói ông yêu tôi nhất và suốt đời, sao bây giờ ông yêu người khác? Ông là người phản bội, phải không? Dạch cái lỗi xấu ra, nói qua nói lại thì gì? Hai người rã đám. Mà nói một câu, thôi anh đi theo cũng được, mà anh nếu mà anh còn thương mấy mẹ con của em á, thì anh cứ đi làm, rồi để nuôi ai thì nuôi, nhưng mà để dành chút nuôi em nữa nha. Trời ơi, bà vừa nói mà vừa năn nỉ mà vừa cung kính, cảm động. Trong thời gian đâu có lâu đâu, một tuần thôi, thấy cô kia là người lợi dụng, quay về lại gia đình, quỳ xuống xin lỗi bà. Biểu pháp, đúng không? Bởi vì do mình không có ngăn trừ chặn được cái lòng ghen tuông của mình và chấp vào chồng đó là của mình, cho nên thành ra mình làm lớn chuyện, cái chuyện ấy chút xíu mà nó thành gì, như con chuột mà thành con voi mất rồi. Cái chuyện này bà này bà làm được, mình làm được chứ, làm được không? Khi nói đến cái điều này, cái cô này cô nói ồ, vậy là cô này cũng nghe pháp thầy nhiều cho nên bà nhịn được, còn con nghe pháp có thầy ít quá, mới nghe được con đĩa cho nên chạy lên đây trốn. Tâm bình khí hòa
gia hòa vạn sự hưng. Bà này bà Hòa, cuối cùng ông không đi làm nữa, ông ở nhà, ông lo lắng việc gia đình. Hai vợ chồng cung kính nhau sống. Bà vô trong này bà nói: thôi con cảm ơn thầy, con mang ơn thầy quá chừng luôn. Con vô trong này con cảm ơn thầy là con độ ông chồng con, là do qua đĩa của thầy con cung kính ổng. Hai người cung kính lẫn nhau, sống hoan hỷ vô cùng. Biết họ là xấu, là sai, là không đúng, nhưng mà mình gì? Mình không có chỉ ra cái lỗi và làm khó dễ họ để cho họ khó xử. Đó là tha thứ cho người khác, hoan hỷ cho người khác, tùy thuận người khác là giải thoát chính mình. Đến nỗi bà kia muốn đám cưới, bà làm đám cưới cho không sao. Có khi có ai, có ai mà làm như vậy được không? Cái nguyên lý, cái tính của người nam chúng tôi biết, càng giằng co, càng trói buộc thì càng gì? Xa và mất. Mình càng rộng lượng, mình càng khoan dung, mình càng buông xả, thì họ thấy rồng mình lộng lượng hơn họ, họ sẽ đến với mình. Làm được điều này không? Lên coi ông thầy, ông thầy tuổi của con bữa nay sao kỳ quá, ông chồng theo vợ bé vậy ông thầy? Gia đình con sao lộn xộn, bị cái sao gì á thầy, bị cái nghiệp gì á thầy? Cái nghiệp không biết nhịn nhường với nhau thôi, không cung kính lẫn nhau thôi. Như vậy hôm nay đầu năm mới mình về, mình có lo sợ cái sao gì chiếu mình nữa không? Không, không sợ nữa. Cái tới chùa đã có cúng sao, thầy đó nói: ô con sao La Hầu, con sao Kế Đô, cái thôi con cúng dường cho thầy, thầy cúng cũng được, mà không cúng cũng không sao. Mấy cô Phật tử về đây kia sao chùa thầy không cúng sao mà đông vậy thầy, kia thầy không biết sao đâu, biết sao nữa tự nhiên đông. Họ hiểu nhân quả rồi, họ sống an vui, yên ổn. Cái nhà mà lộn xộn, ngày Lý Bỉnh Nam nói từ cái bếp mà phải soi rọi vô nó. Cái bếp có sát sanh, có nấu riêng rang chiên thịt chúng sanh hay không? Nếu mà nấu rang chiên thịt chúng sanh, cái chỗ đó là cái chỗ ốm quỷ hội tụ, cái chỗ đó là cái chỗ mà sanh chuyện đó, hết sức cẩn thận à. Cho nên cái bếp của chùa chúng tôi đâu có con nào đâu, trứng gà cũng không có nữa, không có cái con gì trong này hết. Cho nên chúng tôi thấy cái nhà chúng tôi an, đúng không ạ? Nhà tích việc thiện mà. Quý vị về làm vậy thử coi. Nhưng mà không đủ duyên để làm, ông chồng không chịu thì thôi mình cứ tùy thuận thôi. Ông cho mình ăn chay thì mình gấp rau trong nồi thịt mình ăn. Có nhiều cô vừa ăn chay mà nước mắt đầm đìa, lưng tròng nước mắt, nhưng mà cố gắng cầu nguyện miết một thời gian ông hoan hỷ. Cái cô đó đầu tiên cô đi Ấn Độ về, cô ăn chay, ông chồng không cho, ông nói bà với ăn chay là tôi ly dị với bà luôn á. Trời, ông làm mặt nặng mặt nhẹ, ông khó chịu riết. Bây giờ bà vợ ăn chay đẹp ra khỏe ra, đi đâu cũng khoe bà vợ hết trơn. Đi đâu cũng khoe hết trơn. Bà ăn chay đó, nhờ bà ăn chay mà bà khỏe, bà đẹp ra đó. Bà 60 mấy tuổi mà ai nhìn thấy cũng hoan hỷ. Kêu anh ăn chay không? Kêu không, tôi không ăn đâu. Không dễ gì chuyển cái nghiệp không? Lý do gì? Lý do gì họ chuyển nghiệp không được? Là bởi vì cái thói quen, cái nghiệp lực nó quá nặng, cái tập khí nó quá nặng, và cái si mê, cái vô minh nó cũng quá nặng. Cho nên họ biết điều đó là điều đúng mà họ làm không được. Cái ý chí để chống lại cái thói quen chống không được. Cái thói quen uống rượu, cái thói quen đi casino, cái thói quen để mà làm những chuyện sai trái á, nó thành một cái năng lực quá mạnh rồi. Ở đây gọi là nghiệp lực. Sức mạnh của cái thói quen gọi là nghiệp lực. Thì nghiệp lực này nó sẽ dẫn mình đi vào trong cái cảnh giới tương ưng với nó. Và cái tự lực của mình không chống lại nó nổi. Cái ý chí của mình không chống lại nổi và không cự lại nổi với cái thói quen. Mình nói dùng từ thói quen và dễ hiểu, mà cái thói quen đó là nghiệp lực. Giờ chỉ cần cái gì? Lắng nghe nè. Cần Phật lực, cần Pháp lực, cộng với tâm lực, tự tánh công đức lực thì chuyển được. Pháp lực là gì? Câu Nam Mô A Di Đà Phật. Phật lực là gì? Là nguyện lực của Phật A Di Đà. Niệm vào cái danh hiệu của Phật A Di Đà, niệm vào danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, niệm vào cái thần chú Đại Bi, đó là Phật lực, Pháp lực và tự tánh công đức lực hòa quyện vào nhau thì nghiệp lực này phải tiêu. Mà nghiệp tiêu thì trí tuệ phát sanh. Mà người mà có trí tuệ rồi, họ định đoạt cái việc trong thế gian và cái việc để liễu sanh thoát tử với cuộc đời của họ và cho người khác, tuyệt, chính xác vô cùng. Tối chúng tôi ngồi nói chuyện với lại chồng của cô Lợi với mấy vị ở Hà Nội,
Chúng tôi nói điều này mà họ ngồi hãy chiêm nghiệm, họ thấy đúng. Cái thói quen của mình là lo đi học từ nhỏ đến lớn, xong bắt đầu đi vào công sở làm việc kiếm tiền, rồi dựng có vợ có chồng có con, xong rồi lo cho cháu, phải mất hết hơn cuộc đời, hơn 60 năm cuộc đời mất hết thời gian luôn, dồn vô trong đó hết luôn. Còn tự thân lo cho bản thân mình, cho có cái vốn liếng để mà mình liễu sanh thoát tử á, zero. Dẫu cho có đi cũng được ít chưa đủ 50%. Thì bây giờ mình đi đâu? Thọ mạng hết mình đi đâu? Đi theo nghiệp lực. Cho pháp lực, Phật lực, công đức của tự lực mình không có. Thì người này bị nghiệp lực lôi cuốn đi. Một đời không bằng một đời. Đời này làm người có tiền có của, lo hưởng phước. Ấn Tổ nói con người ở cõi này đông nhung nhúc, đông quá chừng luôn, mà kẻ có trí thì dùng trí để phá, không chịu tu. Kẻ không có trí, kẻ ngu dùng dục để phá cõi này, dùng dục để hoại. Còn cõi trời thì họ sung sướng quá, không thể nào tu được. Còn cõi người thì được bao nhiêu người tu, có phước là họ lo đi hưởng si phước rồi. Làm gì họ biết bố thí cúng dường, làm gì mà họ chịu khổ cực để mà ngày đêm họ niệm Phật để liễu sanh thoát tử, không có. Cho nên tìm con người trong cõi này niệm Phật hiếm lắm. Do cái nghiệp lực họ, do cái thói quen của họ, do cái tập khí của họ, họ hàng phục không được. Thì lúc lâm chung họ phải đi theo nó thôi. Tổ sư Ấn Quang có nói cái câu này lắng nghe. Hôm nay ai cũng muốn giữ gìn cái thân của mình không bệnh hoạn, đúng không? Ngài nói giữ thân như ngọc, không cho nó tì vết. Lập chí như núi, giữ thân như ngọc. Giữ thân như ngọc là bây giờ giữ như thế nào? Hôm qua có cô Hằng có nói văn sao Ấn Tổ bên đây con đọc con thấm rồi. Bộ văn sao này nhẹ nhàng, hài hòa, hay vô cùng. Nếu mà truyền ra mà gia đình người nào mà hấp thụ được giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, tinh hoa lục Ấn Tổ để mà niệm Phật bản sanh thì tuyệt. Những người họ nói cái câu đó bằng cái cảm xúc của họ đọc vào văn sao, chúng tôi đồng cảm. Cho nên mình nghe vậy một cái là nó ấm áp cõi lòng và nó hoan hỷ. Không uổng cái công mình bỏ tịnh tài bao nhiêu tỷ ra để in cái bộ văn sao này. Giữ thân như ngọc. Cái viên ngọc mà nó bị tì vết bán không được, không ai mua, không xài được. Làm sao giữ cái thân này giống như viên ngọc mà không cho nó tì vết? Thì giữ như thế nào? Thân không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh, khuyên người không sát sanh, không nên ăn thịt chúng sanh, dùng rau củ quả giữ thân. Giữ gìn thân thể bằng cách tiết dục, không ham muốn về cái chuyện tiền bạc, xem nhẹ nó vô cùng. Thực sự ba ngày Tết quý vị về lì xì cho chúng tôi, chúng tôi có để nuôi chúng, để lo cho Tam Bảo. Ngồi trước Tam Bảo không khởi một niệm sao mà năm nay Phật tử về lì xì ít quá, mà cô này cũng không có cúng dường cho mình nhiều ta. Không suy nghĩ rằng là đầu năm mới họ phải về cúng cho mình, mà đầu năm mới phải làm sao tìm những cuốn sách, tìm những cái gì đó để tặng cho họ. Xem đồng tiền nhẹ vô cùng. Mà người nào mà xem đồng tiền nhẹ đó, lòng tham họ chứng tỏ là nhẹ, thì phước báu người này bắt đầu tăng trưởng. Còn họ xem đồng tiền là nặng á, mà tiền họ đầy trong ngân hàng vài trăm tỷ đó, nhưng mà họ nghèo và phước báu họ bắt đầu đang giảm. Đây là cái định luật tất yếu. Như rồi quý thầy quý chú được Phật tử lì xì một số đầu năm mùng 3 lên chúc Tết cúng dường cho chúng tôi, gom gom được khoảng 20 mấy triệu. Chúng tôi nói thôi thứ tư tuần sau nấu một buổi ăn đầu năm cho cả đại chúng với Phật tử, ăn lẩu bánh hỏi, ăn thức ăn, lấy đồng tiền đã ra lo lại cho đại chúng. Mình sống mà vì đại chúng, mình sống mà vì mọi người thì cái ích kỷ, cái tâm tự tư tự lợi mình bắt đầu nó tan biến từ 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 từ. Thì cái người này mới kiến đại công, lập được đại nghiệp, làm được chuyện lớn. Quý vị đồng ý chúng tôi? Người mà ích kỷ bo bo chỉ lo cho phần mình, không tròn bổn phận của người vợ, suốt ngày chỉ xe xua sắc đẹp, lo lắng gì về cho bổn phận mình, con cái để nheo nhúc, chồng cũng không có quan tâm kỹ càng, thì người này không làm được việc lớn,
không thay chồng dạy con, không kiến đại công lập đại nghiệp được. Cái cô Phật tử mà chúng tôi đi chung với cổ mà thấy cổ lo cho cái người ở của cổ mà đi lên Đà Lạt còn hơn má cổ nữa. Cổ dặn từng chút từng cái áo, từng chút để đi lên Đà Lạt nghe pháp ngày hôm nay. Vì mọi người hơn vì mình. Còn những người mà hại người hại vật vì mình thì người này thọ mạng mau hết, phước thọ mau hết, gặp nhiều chướng ngại rồi cứ than trời trách đất không biết lý do vì sao. Cho nên hôm nay năm mới giữ thân như ngọc, đừng cho nó phạm phải những cái việc Phật dạy: thân không sát sanh, trộm cắp tà dâm, miệng mình không nói láo, không nói đâm thọc, không nói hai lời, không nói rủa chửi, ý mình không tham sân si, thì người này không bao giờ bị nhiễm độc. Trong con người này là một khối thái hòa, Ấn Tổ nói, một khối thái hòa, an bình, an định, không có vi trùng nào mà xâm nhập được con người này. Vì trong người họ không có độc. Thì dầu vi trùng đó độc tố corona, chỉ có corona vô cũng không được. Ba có corona vô cũng không được. Hồ corona. Thiệt, cái này nói thiệt chứ không phải là cống cao ngã mạng. Cái đây là cái định lý nó rồi. Con người mình không có độc thì làm sao mà có thể bị độc xâm nhập được? Miễn dịch người này quá cao. Họ chống là họ chỉ có. Bây giờ nói quý vị, bây giờ mình đang đeo như vậy nè. Lỡ mà một người corona đang lọt vô đây, chút xíu nữa ra ăn có phải tháo ra ăn không? Hay là phải trái cái lỗ chút xíu vậy để nhét vô? Có tháo không? Cũng phải tháo để ăn cơm chứ, đúng không? Thì phòng chống cái chuyện này là phải phòng chống, chứ không phải là bỏ. Nhưng mà nó là phụ. Còn làm sao? Miễn nhiễm. Nghe cô Phật tử cô gửi, cô kêu lấy chanh, lấy xả đồ nấu. Chúng tôi nói thầy tệ, cũng nấu cho thầy miếng để thầy uống nha. Để làm gì? Cái bình này nè, bữa nay mình có một cái bình nhỏ nhỏ thôi, nhỏ hơn đây hoặc bằng đây cũng được. Cái này để mình từ bên Mỹ kỷ niệm mang về, nó không có chảy nước ra ngoài, đổ cái loại nước gừng nước xả đồ nấu trên mạng nó cái chỉ mình cái cách nước để chống corona mà, đổ vào trong đó đi chập uống hốt. Bữa nào hết corona thì đổ nước cam vô uống. Rồi mình đổ cầm cái bình đi theo, lúc nào cũng có bên cạnh gọn gì, uống hốp, uống nước mà uống ực vô luôn một lần thì nó không có hấp thụ được. Uống vô chỗ này cái nó ra chỗ khác, nó không có giải quyết đâu, mà uống từng hốp từ từ. Bữa cô Phật tử có nói có lý. Ok, người ta chỉ mình uống nước là uống từng hốp nó thấm từ từ vô trong cơ thể mình, luôn luôn có nước. Biết bảo vệ thân thể của mình. Còn mang cái bình này chứa rượu trong đó lúc nào cũng uống hết thì thôi chết. Cũng là nước mà rượu thì chết sớm à. Giữ gìn thân thể như ngọc. Thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn. Giữ gì là chuyện lớn, giữ thân là chuyện lớn. Thân không đau bệnh, thọ mạng kéo dài, có thời gian để mình tu tập. Rất cần phải quý vị, cần không ạ? Hôm nay tổ chức mình mà đông như vậy mà không đeo khẩu trang thì có lỗi với giáo hội. Thực sự là có lỗi. Các vị hòa thượng đã cảnh báo rồi, mình phải đeo vô. Một số các vị thì một vài vị không quen thì không nói, nhưng mà cố gắng đeo. Chúng tôi cũng mang lên có sẵn trên này mà bây giờ giảng đeo sao nói được. Chút nữa đeo. Cái người mà bất hiếu với cha mẹ, nó có ba cái điều mà gây cho cuộc đời của họ gặp nhiều chướng ngại. Mà nếu người đó mà có lòng hiếu, có lòng từ, giữ được thập thiện, thì chỉ cần ba điều này có tín nguyện đầy đủ, niệm Phật chưa nhất tâm bất loạn, thì người này lúc lâm chung chỉ cần 10 niệm tỉnh táo sáng suốt, đủ tín nguyện và tích lũy phải một, được ba điều, một trong ba điều tam phước: hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất thác, bất sát làm 10 điều thiện. Như đây thôi, họ chưa làm thêm được nữa. Điều tịnh nghiệp tâm thức thứ hai hoặc thứ ba họ làm được như đây thì người này có phần vãng sanh. Nếu mà họ niệm Phật được nhất tâm bất loạn, họ không có hiếu với cha mẹ, họ không có lòng từ, họ không làm thập thiện, tín nguyện cũng yếu nhớt à, thì người này cũng không được vãng sanh đâu.
Thì cái mấu chốt của vãng sanh là phải giữ được tịnh nghiệp cho chắc, tín nguyện cho chắc. Còn hành trì càng sâu thì cảnh giới càng nâng cao. Mà người mà không có hiếu thuận cha mẹ đó, thì có ba điều gây trở ngại cho cuộc đời của họ. Thứ nhất đó là không con nói giỏi. Thứ hai, có con nói giỏi đi rồi cũng là con quan đàn bất hiếu như mình còn hơn. Thứ hai là người này không kiến đại công lập đại nghiệp được, làm ăn chuyện nho nhỏ. Và dẫu cho họ có thành tựu đi nữa, đó là cái phước đời trước của họ, chứ đời này là con zero, số 0 rồi. Và thứ ba là họ chết trước tuổi thọ nếu bất hiếu. Cho nên Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại về cái luân thường hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Nếu không làm được điều này thì giống như cây mà không có rễ mong cho nó mọc ra hoa ra trái ra lá, không có cái đạo lý này. Giống như nhà mà xây trên cát không có móng thì không thể nào nhà tồn tại mà đứng vững được. Cho nên hiếu là hàng đầu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, là luân thường này phải giữ. Tích thiện âm đức, tích âm đức tích thiện, không làm điều ác thì người này giống như là cây mà họ có rễ bốn phân tứ nước đầy đủ thì họ sẽ hưởng được cái quả ngon ngọt. Còn nếu mà họ không có tích lũy được điều thiện mà họ làm điều ác và không giữ được luân thường thì con người này giống như là cây không rễ mà mong có trái. Nếu mà họ giỏi gì đi nữa chỉ là cái phước hữu lậu nhỏ nhỏ rồi tan biến mất ngay như cái bong bóng bọt nước, không thể thành tựu được cái gì trong đời này. Cho nên chúng tôi mong rằng làm sao các vị, nếu cha mẹ mất thì cũng luôn canh cánh trong lòng, năm này không được năm sau, năm sau không được năm sau nữa. Đủ phước đức, không có 200 triệu thì 20 triệu, không có 20 triệu thì 2 triệu để cúng dường phóng sanh, không có 2 triệu cúng 2.000 cũng được, không sao cả. Tùy theo khả năng của mình mà 2.000 đó là bằng tất cả tấm lòng đó, cúng dường để mà hồi hướng cho cha mẹ mình. Nghĩ đến cha mẹ thì cái phước người này như trời biển, cao lắm. Người trì danh niệm Phật nó có 4 cách. Hôm nay chúng tôi nói qua cái chuyện trì danh niệm Phật một chút xíu, lắng nghe nha. Niệm lớn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà mình là khỏe mạnh, có sức khỏe, cường tráng, mà niệm suốt ngày Nam Mô A Di Đà Phật, 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 thì người này cũng phải tổn khí thôi. Không thể nào làm được như vậy. Mà phải tùy sức, tùy phận và tùy lúc, tùy cảnh niệm lớn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, niệm nhỏ tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thầm Di-đà Phật, niệm trong tâm A-di-đà Phật. Đổi cái 4 cách này liên tục, không giữ một cách cố định. Giữ một cách cố định coi chừng thành bệnh. Nếu giữ một cách cố định chỉ niệm trong tâm không ra tiếng thì Ấn Tổ nói nếu chấp vào chỉ trong tâm 4 chữ không ra tiếng thì người này cũng khó quy nhất. Vì người khiên vật còn phải dùng tiếng hò reo để mà nhắc nó lên. Hay lắm. Cái bộ văn sao này chỉ cái cách niệm Phật là số 1 rồi. 40-50 năm ở trong thất mà Ngài nghiên cứu, Ngài tu tập cái pháp môn tịnh niệm Phật và Ngài là Đại Tế Chí Bồ Tát. Thì Ngài chỉ cho phàm phu mình là tuyệt hay. Người họ niệm mà cứ niệm suốt luôn A-di-đà Phật, A-di-đà Phật liên tục như vậy thì người này không bền, không cách nào bền, chi ban ra. Cho nên thành ra Ngài chỉ cái cách nó rất là hài hòa. Nếu trong tâm mà niệm trong tâm không mà không ra tiếng thì người này khó quy nhất cái tâm lắm. Còn nếu người ra tiếng không mà không có trong tâm thì người này dễ bị tổn khí. Nhớ ha, nhớ cái cách này ha. Tùy thuận theo đó mình niệm, còn sức khỏe thì mình niệm ra tiếng, không thì niệm gì thầm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa có cái bà cụ bà lên mắc cười quá. Bà 91 tuổi rồi. Bà kêu con niệm Phật sao con mệt quá, bà hỏi bà niệm sao? Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Bà niệm suốt ngày, cái bà niệm vậy không có mệt là lạ. Chưa có tổn khí, tắc tiếng là may. Bà kêu vậy giờ niệm sao? Bà cái lúc bà khỏe thì bà niệm ra tiếng, còn không bà niệm như vậy nè, đưa cái tay bà vô, đưa cái miệng vô ngay cái tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là nhiều lúc A Di Đà Phật. Bà kêu niệm vậy chắc chắc khỏe lắm á nghe. Hồi trước giờ sao thầy không có chỉ cho tôi vậy? Nên kêu bà có hỏi đó mà chỉ. Cái bà than cái chân bà đau quá đó. Bà kêu hồi trước bà ăn thịt không? Bà kêu có mà ăn ít lắm. Hỏi bà ăn thịt bà thường bà ăn như thế nào? Kêu muối á, lấy thịt đó, thịt nạc, thịt mỡ, thịt heo á, bỏ vô muối á, cho nó mặn, nó lâu thiêu, nó lâu hư. Rồi cứ cắt miếng ra rồi kho rồi nấu ăn.
kêu bà ăn mà còn muối nữa, bây giờ cái chân bà đâu là phải rồi. Cái bà cười, bà kêu phải vậy ông, kêu phải. Bây giờ con thú nó đâu nó chết, bà không giết nó nhưng người ta giết nó đâu á, bà ăn vô thì bây giờ cái chân bà đâu, cái đầu gối bà đâu là đúng rồi. Hỏi năm nay bao nhiêu, kêu 91 tuổi rồi. Kêu giờ có muốn niệm Phật giảng sanh hay khi nào, kêu khoảng 3-4 năm nữa đi từ từ đó. 91 tuổi mà kêu 3-4 năm nữa, hỏi ở lại làm gì, kêu nhớ mấy đứa cháu quá, thấy nó thương quá. Trời ơi. Thầy kêu thôi bó tay với bà luôn, lỡ bà tối Phật Di Đà xuống đưa bà đi, bà kêu nói cháu quá, cái bà mất phần giảng sanh sao. Bà hỏi vậy giờ làm sao, kêu thôi buông cháu hết đi, niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc, có thần lực rồi chừng mình độ nó sâu, chứ ở cõi này độ được cái gì đâu mà độ. Bà kêu thôi vậy thôi, quyết định giảng sanh đó. Cho nên mấy người lớn tuổi rồi đó nghe, mấy người lớn tuổi rồi nhưng mà không ai nói, cho nên không biết cái chuyện giảng sanh, nghĩ thôi để mình chết cái ông Phật niệm A Di Đà Phật, ông Phật A Di Đà ông tới cũng được, chứ giờ làm chi sớm. Đó, quan niệm phàm phu mình là cái nước đến chân rồi mới nhảy được á. Mà nhảy được không? Không được, nước đến chân nhảy không kịp. Cho nên là ra là dạo gần đây chúng tôi hay nhắc đến cái cách niệm Phật qua hơi thở. Thì sao? Cái này công hiệu, thấy có kết quả. Khí lực người này luôn luôn được đầy đủ là do họ hít sâu. Hồi nãy giờ có hít sâu không? Hồi giờ nhìn lên đây nghe, tập trung lắng nghe nè ha. Chóng mặt cũng từ thiếu không khí, thiếu máu lên não cũng từ thiếu không khí, máu không lưu thông tắc nghẽn cũng từ thiếu không khí, khí lực bị thiếu. Người này thường hít sâu, hít thoải mái luôn, hít sâu vô thoải mái vô hại, thở ra cái A Di Đà Phật. Bước đầu mà hít sâu vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, cái tâm mình nó lúng túng. Hết cô đó con nói, con nghe con bắt chước kiểu này sao cái tâm con nó lúng túng, nó chưa có quen, con mệt quá chừng luôn, thôi con bỏ. Trước hít sâu vô, thở ra A Di Đà Phật. Hít sâu vô, thở ra A Di Đà Phật. Cứ như vậy thời gian bắt đầu nó quen, nó thuần. Thì cái hơi thở này nó có một cái định lực ở trong hơi thở, cái tâm mình nó định trên hơi thở. Mà cái người mà có cái tâm định trên hơi thở, họ giữ câu niệm Phật gọi là định tâm niệm Phật. Định tâm niệm Phật, định tâm niệm Phật công đức so với tán tâm niệm Phật một trời một vực. Không giữ hơi thở, tâm người này tán loạn niệm Phật, công đức so với định tâm niệm Phật xa nhau, cách biệt nhau một trời một vực. Vậy là hôm nay về tỉnh Thất Quan Âm không khí trong lành, hít thở nha, hít cho nhiều nha, hít để bù về Hà Nội, về Sài Gòn nha. Ở bên Trung Quốc họ lên trên cái núi cao á, họ lấy cái không khí họ bỏ vô trong bong bóng, họ mang về cái họ bán cho mấy người ở thành thị á. Hôm nay dân nhàn không có bán đâu, cho quý vị thoải mái, muốn mang mấy thùng phi về cũng được, mang về đi. Không khí này quan trọng đó nghe. Trong cái việc mà ăn uống, nếu không ăn có thể được 21 ngày, 49 ngày, có những người 6-70 ngày họ không ăn được. Nhưng mà uống thì phải có uống, chứ không có uống vô thì vài ngày là chết, chịu không nổi. Nhưng mà hơi thở nó cấp kỳ nhanh hơn nữa, không phải vài ngày đâu, vài phút là chết thôi. Thì hơi thở quan trọng không à? Quan trọng cực kỳ. Cho nên hơi thở mà vừa hết một cái là hơi ấm bắt đầu nó tan biến từ từ theo luôn. Và hơi ấm hết là bắt đầu gì? Thọ mạng bắt đầu nó hết theo luôn. Còn nếu giữ hơi thở được thì sao? Hơi ấm có, thọ mạng còn ở trong cái thân này. Cho nên thành ra bốn cái đại đất nước gió lửa thì gió nó đi trước rồi bắt đầu đến hơi ấm đi. Hơi ấm đi bắt đầu lửa nó đi rồi bắt đầu nước nó cũng gì? Nó chảy ra rồi mới đến cái đất là thân thịt mình, bắt đầu nó rã từ từ ra. Và cái A Lại Da là nó ra sâu cùng hết khi thân thể mình mất. Vậy hôm nay đầu xuân năm mới, hồi nãy giờ Vấn Nhàn nói 2 tiếng đồng hồ rồi, giờ là 10 giờ kém 15. Hôm nay có một ni sư Vấn Nhàn giới thiệu một tí ha. Năm 2011 Vấn Nhàn qua bên chùa Diệu Quang của sư bà Diệu Từ. Là ni sư này đã có trong pháp hội đi xuất gia rồi á, nghe Vấn Nhàn có giảng ở trong đó. Tài thính mắt tỏ,
Giáng nhà ngồi nói chuyện cứ cảm tưởng là khoảng 65 chứ không nơi 85. Cái tinh thần á, cái đầu óc á, trả lời sắc bén, nhanh nhẹn, sâu sắc, không một chút lẫn luôn. Tu năm mấy? Đi tu 15 năm rồi đó. Đi qua Mỹ viện HO, qua bên đó xong rồi á, theo sư bà Diệu Từ, sư bà có đức độ lắm. Và xuyên suốt niệm Phật 15 năm nay, thọ mạng kéo dài, mắt tỏ, tai thính, đầu óc minh mẫn. Vì sao họ được như vậy? Thứ nhất là ăn chay, cho nên thân thể ít bệnh hoạn, đi chữa bệnh cho người khác được nữa. Chánh nhàn kêu thôi giờ chữa bệnh giao lại cho bác sĩ, giao lại cho thầy thuốc đi, mình lo mình chữa cái bệnh sanh tử mình để vãng sanh trước đã. Mà nói câu gì ra nói, thầy nói con nghe, thầy nói con nghe con làm theo, thầy nói ra con nghe con làm theo, ngoan lắm, ngoan. Cái cảm giác là một khối thái hòa trong người. Cho nên ra đâu có sợ corona đâu. Cho nên đâu. Không sợ corona kêu đeo vô không đeo. Corona đến là thôi dắt nó đi về cực lạc luôn vậy đó. Cho nên mấy người như vậy là biểu pháp tu rất tốt. Giờ muốn về Việt Nam có cái tháp đâu ở dưới gần Long An, về đó niệm Phật để vãng sanh. Luôn luôn nghĩ vì người khác, chữa bệnh giúp cho người khác. Có chút tiền bên đó đem về từ thiện cho cái máy màn hình MP4 Giấc Nhàn tặng. Mừng quá kêu cho một cái nữa mang qua Mỹ để một cái bên Việt Nam. Xin hai cái luôn. Ngồi ăn cơm nói chuyện á, tự nhiên trong lòng bội phục. Cái tuổi 85 tuổi rồi mà ngồi nói chuyện giống như kẻ với những người mà còn trẻ năm mấy 60 à. Đầu óc tinh nhuệ luôn. Những người niệm Phật cho nên Phật gia hộ không có lẫn. Còn mình mới có 65 tuổi, 70 tuổi là thôi má nhìn không ra rồi. Nó già mặt thôi nhăn nheo như con khỉ ăn ớt á. Thôi nhìn mặt lắng lẫy đâu có lên nhếch nhăn nhiều đâu, thấy không? Trên này nó có vài nhếch vết sơ sơ thôi, còn cái này nó lắng lẫy. Ồ, quý vị ngồi xa cho thôi, có mấy cái đồ mồ nhỏ nhỏ thôi, thấy không? Má còn phì ra như em bé. Hoan hỷ vô cùng. Qua bên Mỹ mà để xuất gia mà tu hành như vậy hơi khó lắm, là bởi vì bên đó cái vật chất nó với cái nguồn máy sinh hoạt nó quá mạnh đi, nhu cầu cái cuộc sống lớn lắm, mà sư bà mà tự tại có nhiêu sống nhiêu mà. Hoan hỷ. Về nghe ni sư ni trưởng Diệu Từ mất thì chúng tôi cũng hơi ngỡ ngàng tí. Ni trưởng này cũng đặc biệt. Lúc đó chúng tôi qua giảng là có ni sư ở bên đó, nên thành ra hôm nay khoe quý vị đầu năm mới một tí ha. À, sướng rồi. Nói gì cứ cười hoài à. Nói gì cứ cười hút hít cười biết không. Đi một nhóm lên hôm trước mùng 5, mùng 6 gì đó. Nghe mùng 9 có cộng tu đầu năm vẫn nhàn giảng. Chuyện gì cũng bỏ hết trơn ở lại. Trước khi về Mỹ lên đây thăm lần nữa. Thích trên này quá. Ngày nào cũng có người tu hết. Bên Mỹ chủ nhật người ta mới tới thôi, bên này sao ngày nào cũng có người tu hết, vui quá. Thích phóng sanh vô cùng luôn. Với cái miền dưới đó là thôi phóng sanh. Mấy chú Minh Thông này là thôi chú mua đồ phóng sanh, cổ gửi tiền về phóng sanh, làm lễ phóng sanh. Cho nên nếu mà mình tích phước hành thiện thì con người của mình nếu mà tích phước hành thiện, ăn chay á, ngưng điều ác thì sống 100 tuổi là chúng tôi thấy nó bình thường lắm. Điều mình ăn độc, uống độc, ngửi độc, rồi mình nghĩ độc, cho nên thành ra mình chết sớm thôi. Cho đúng ra thì cái thọ mạng của người mình nó có thể kéo dài được. Ba của Hòa Thượng Tịnh Không lúc mà Ngài chưa đi tu, đi theo ba là Ngài ở bên Trung Quốc, mà cái tỉnh An Huy là Ngài chuyên môn đi săn bắn. Ông săn bắn loài thú này thú nọ, cho đến lúc ông chết ông bị điên loạn. Ông nhìn xuống núi, dưới nước, dưới biển, dưới sông, ông chạy xuống đó, ông cắm đầu, cái ông quảng hồn, cái ông chạy lên núi, ông cắm đầu trên núi, ông chạy lên, chạy xuống, xong ông chết mất. Ba Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng quảng hồn luôn, không dám đi săn bắn nữa, bỏ luôn. Ở đây có ai câu cá không? Bữa nay họ làm cái hồ ra cho người ta vui chơi, giải trí, móc họng người ta mà vui chơi. Câu cá, câu lên con nào nó chặt, nấu, nướng, ăn hoặc mang về luôn con đó. Con người mình nó kinh khủng thiệt như vậy.
Nên thành ra là con người mình mà tích phước hành thiện thì tuổi thọ phải kéo dài. Bây giờ thầy Nhuận Minh đọc cái lời của Hòa Thượng Tịnh Không với Ấn Tổ nói về cái dịch bệnh ha. Lắng nghe một tí ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang và Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, cùng kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn đức tăng ni và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang hé lộ cái gốc của bệnh dịch, tai nạn, bệnh nan y, chiến tranh, thiên tai, vân vân. Nguyên nhân là do đâu và cách phòng trừ? Mọi người đừng tạo nghiệp sát hại. Đã tạo nghiệp sát rồi thì nhất định phải chịu quả báo sát hại. Tai họa ăn thịt vô cùng khốc liệt, không những hại đời này mà còn liên lụy đến nhiều đời sau. Những tai họa chiến tranh, giặc cướp, lục lọi, hạn hán, tật bệnh liên miên đều do sát sanh ăn thịt mà ra. Vì do sát sanh nên gây ra những thiên tai như thời tiết thay đổi thất thường, cho đến lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, sâu rầy, phá hoại mùa màng là kết quả của nghiệp sát hại. Lại còn xảy ra nhân họa, hai bên đánh nhau. Xét kỹ nguyên do của các tai họa này thì đều nhân đời trước sát sanh ăn thịt mà chiêu cảm nên. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật tương lai. Mọi người nên nghĩ cách cứu giúp, che chở còn sợ không kịp. Huống gì để thỏa mãn bao tử của mình mà đi giết hại thân mạng chúng sanh khác. Mỗi ngày chúng ta ăn thịt, tức là mỗi ngày sát sanh. Nếu không giết hại, nhất định không có thịt. Người ăn thịt tuy mình không giết hại con vật, nhưng cũng khó thoát khỏi nghiệp sát. Nếu không giết con vật thì không có thịt bán. Người đem tiền mua thịt chịu tội thay cho người giết hại. Chúng ta giết các loài chúng sanh để thỏa mãn bao tử của mình. Lẽ nào thú vật là cây, đá không biết đau đớn, không muốn sống, bằng lòng để người giết chết ăn thịt? Bạn đã giết nó để ăn thịt, thì đời sau nhất định nó sẽ giết lại bạn để ăn thịt. Một đời người ăn không biết bao nhiêu là sinh linh, cớ gì đem tiền mua tai họa, ăn thịt thì mắc nợ sát hại, nên nói là mua họa. Người đời ăn thịt đã thành thói quen, nên biết bất kỳ thịt gì cũng đều có chất độc. Vì khi bị giết, tâm con vật nổi sân hận. Tuy bạn ăn vào không mất mạng ngay, nhưng tích chứa lâu ngày thì chắc chắn làm khối u. Xã hội ngày nay đang luôn chịu nhiều tai họa, nên khi tai họa ập đến thì không cách gì tránh kịp. Nếu thường ngày chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhất định được Phật từ bi che chở, gặp dữ hóa lành, tai nạn không còn, cũng được tiêu trừ nghiệp chướng, trí tuệ sáng suốt, chướng ngại không còn, phước đức càng tăng trưởng. Muốn diệt nghiệp sát quá khứ và hiện tại, chúng ta phải ăn chay không sát sanh, lại chí thành niệm Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhất định tiêu trừ nhanh chóng, lại được tăng trưởng công đức và trồng căn lành. Xã hội ngày nay lòng người ác độc, cho nên bị thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống. Khi tai họa ập đến không ai lường trước được, không thể trốn tránh và đề phòng không kịp. Nếu mọi người làm theo lời dạy trong văn sao và gia ngôn lục mà chỉ thành niệm Phật A Di Đà và niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì chắc chắn sẽ được các ngài âm thầm gia hộ, chuyển tai nạn có thành không, chuyển nặng thành nhẹ. Nếu người nào không chịu nghe theo, không chịu niệm Phật thì phải chịu tai ương. Nếu người nào muốn sống lâu an lạc,
không gặp tai họa bất ngờ thì nên không sát sanh. Ăn chay là diệu pháp bậc nhất, thoát khỏi thiên tai nhân họa. Chúng ta phải ra sức đề xướng không sát sanh, ăn chay làm giải pháp căn bản. Xưa nay tôi đề xướng xử lý như giữ giới sát, phóng sanh, nhân quả, báo ứng vân vân, để mong cứu vãn thiên tai và nhân họa. Mọi người muốn cầu trong nhà mình bình yên, thân tâm mạnh khỏe, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, thì hãy giữ giới sát, phóng sanh, ăn chay và niệm Phật. Nếu cầu thì sẽ được, Ấn Quang Đại Sư khai thị. Tám điều mà Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không muốn gửi đến toàn thế giới về dịch cúm Corona Vũ Hán đang hoành hành. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Số 1. Chúng ta phải nên đối mặt với sự thật về bệnh dịch hiện nay đang hoành hành như thế nào. Phật Bồ Tát dạy chúng ta trước tiên hãy giữ cho tâm bình tĩnh trở lại, đừng hoảng sợ, đừng kinh hãi. Số 2. Nếu như bệnh dịch thực sự lan rộng đến khắp khu vực, việc làm tốt nhất là không nên ra ngoài, ở trong nhà và tu tập, khiến cho tâm trở nên thanh tịnh hơn. Đây là điều vô cùng quan trọng. Tâm địa nhất định phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì có thể miễn dịch, không thể truyền nhiễm. Số 3. Nghe kinh, đọc kinh, niệm Phật, đoạn án tu thiện, đây là cái gốc. Tại sao vậy? Trong giáo lý Đại Thừa, Phật thường nói tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta giữ gìn tâm ý thanh tịnh và lương thiện. Cho dù bị nhiễm bệnh thì cũng không có ảnh hưởng gì, tự nhiên mà khỏi thôi. Số 4. Tại làm sao như thế? Cảnh tùy tâm chuyển. Vì tâm thanh tịnh và tâm từ bi có thể khiến cho virus chuyển biến thành những tế bào tốt đẹp. Vì vậy bạn không nên sợ hãi. Bạn có sợ hãi thì bạn sẽ bị bệnh tật dọa mà chết. Đây là quan niệm sai lầm. Số 5. Cho nên chúng ta cần nuôi dưỡng tâm thanh tịnh cùng với tâm từ bi. Đây là những gì mà người thời nay thường nói để tăng cường khả năng miễn dịch của chính chúng ta. Số 6. Chúng ta niệm kinh hay làm việc siêu độ, tổ chức pháp hội cầu tiêu tai miễn nạn, đây là cái ngọn không phải cái gốc. Có hiệu quả không vậy? Có hiệu quả. Nó có thể làm giảm tai nạn này một chút, có thể thay đổi tình thế tai nạn này một chút, nhưng vẫn không thể tiêu trừ tai nạn. Số 7. Làm thế nào để phân biệt đâu là ngọn và gốc? Đó là bạn có thể chân chánh tu hành, chân thật tinh tấn. Đây chính là gốc. Tâm thanh tịnh của chúng ta và lòng từ bi của chúng ta thì không thể mất đi. Điều quan trọng là mỗi ngày đều tăng trưởng, mỗi năm cũng đều tăng trưởng. Điều nguyện thanh tịnh của bản thân chính là vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ. Niệm niệm đều nghĩ cho người khác mà không phải vì cầu cho bản thân mình. Luôn luôn nghĩ nhớ mà không hề thối chuyển. Đây chính là cái gốc vậy. Số 8. Cho dù thế gian hiện tại có nhiều tai nạn thì bạn cũng không bị nhiễm phải nó. Tại sao thế? Vì bạn đã không tạo nên loại nghiệp chướng này. Dịch bệnh cũng chính là oan nghiệp. Nếu bạn cùng với họ không kết oan trái, họ nhất định sẽ không tìm đến bạn. Nếu bạn có kết oan với chúng sanh, họ sẽ tìm đến bạn. Đây chính là cảm ứng đạo giao, tơ hào không sai. Hòa Thượng Tịnh Không khai thị. Chuyển ngữ Thích Thiện Trang. Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình, trích trong sách Giáo dục gia đình. Con người và trời đất cùng xưng là tam tài, chẳng phải là chuyện suông, mà ắt phải có công tham dự, giúp đỡ sự sanh trưởng thì mới chẳng thèm. Nếu không, thịt đi thay chạy suốt đời ô uế trời đất, sao có thể gọi là tam tài cho được?
Nếu lãnh hội được ý này, đem áp dụng vào việc dạy dỗ bọn trẻ, ắt sẽ có thể tận tâm kiệt lực đem tài năng ra dạy dỗ. Trước hết lấy đạo đức làm gốc, rồi mới đến văn chương là ngọn. Thường luôn giảng nói hiếu đệ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, khiến cho chúng nó biết đạo làm người, khởi tâm động niệm, cư xử, nói năng đều thuần thiện, tạo thành cơ sở có thể dự vào bậc thánh. Kinh dịch nói, dạy cho bọn trẻ nhỏ lẽ chánh, công lao bằng với công lao của bậc thánh nhân vậy, tức là nói về điều này. Nếu có thể dùng cái tâm này để dạy người, thì học vấn lẫn phẩm đức của chính mình ngày càng tươi sáng, con người sẽ được cảm hóa, chẳng đợi phải đốc thúc vợ trách, mong cho họ sẽ thuận theo. Thiên hạ chẳng yên, thấp phu có trách nhiệm. Hiện thời nước loạn, dân khốn đốn, anh em cùng một nhà đánh nhau, tranh đua muốn tàn hại lẫn nhau. Dân không lẽ sống đều do cha mẹ trong gia đình không khéo dạy, thầy giáo trong nhà trường không khéo dạy, đến nỗi kẻ có thiên tư quen thói làm sằng, đứa không có thiên tư cam lòng làm kẻ giặc bướng bỉnh. Ông giữ được tấm lòng gốc chánh nguồn trong, để làm chuyện vun trồng nhân tài, tức là chẳng có địa vị mà nắm quyền cai trị, chẳng lên tòa mà thuyết pháp vậy, còn vui nào hơn. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập. Cổ nhân nói, do đất mà té, do đất mà đứng dậy, rời khỏi đất mà mong đứng được thì quyết chẳng có lẽ ấy. Nay thế đạo loạn lạc đến cùng cực, bỏ hiếu bỏ luân thường, vứt bỏ hổ thẹn, đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới sướng bụng. Nguyên do đều là vì lý học bài bác những chuyện nhân quả, tội phước, báo ứng và sanh tử luân hồi. Đấy chính là cội rễ chung của sự loạn lạc hiện thời. Điều khiến cho cội rễ loạn lạc ấy được nảy nở xung xê chính là vì trong gia đình không khéo dạy dỗ, trong nhà trường chỉ biết học theo lối cử nghiệp, cầu công danh trọn chẳng nhắc đến chuyện đánh độ những ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, thành ý chánh tâm, vân vân. Vì thế người đọc sách quá nửa đều là mưu mẹo, dối trá. Mãi cho đến gần đây gió Âu vừa thổi qua, thì những kẻ chưa được khéo dạy, ai mà chẳng buông lung hớn hở, do vậy giết cha dâm mẹ vẫn tự khoe khoang. Những thói xấu ác ấy đều do chẳng giảng đến luân thường, thiên chức của cha con, chồng vợ, vân vân, và chẳng bàn đến nhân quả báo ứng. Cho nên các thói xấu ấy càng đặc biệt lừng lẫy mạnh mẽ. Nếu ai nấy chú trọng luân thường, hiếu hữu, vân vân, và biết thiện ác đều có báo ứng, dẫu đem cái chết để uy hiếp, buộc phải làm những chuyện giết cha dâm mẹ, vân vân, cũng chỉ đành mặc cho chúng nó giết, quyết chẳng chịu làm theo lời bọn ấy. Do vậy biết rằng thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy dỗ, và chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ươm thành. Biết bao người thuộc giới chính khách, quân sự, giáo dục, hỏi đến nguồn gốc loạn lạc và nguồn gốc để thái bình, đều đáp không được, tức là chẳng biết cái nhân gây ra té ngã, mà cũng chẳng biết cái nhân để đứng dậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Vạn Lương. Tổ sư Ấn Quang khai thị giữ gìn thân thể bằng cách tiết dục. Trích bài lời tựa tái bản sách Bất Khả Lục. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay do họa này mà nước mắt nhà tan, diệt thân tuyệt tự biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó, những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt thành hôn ám, biến tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền, biến thành hạng tầm thường hèn tệ, không có chí lập thân, làm sao tính kể được nổi. Huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú mặc áo đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết, biết hết
cho được. Ôi cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy. Do đó chư thánh chư hiền đặc biệt từ bi thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo. Ngõ hầu cả cõi đời đều biết được lý phước thiện họa dâm, lại còn nêu ra các sự thực để răn dạy ngõ hầu những ai biết tự ái, đọc đến ắt sẽ sợ sệt kinh hoảng, hiểu ra cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiên lương sắp diệt. Từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước giàu thọ, khỏe mạnh bình yên, vĩnh viễn lìa khỏi họa nghèo bệnh chết yểu. Đây chính là lý do bộ Bất Khả Lục được soạn tập. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc lại để ấm thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Phải biết, đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng thì lời lẽ khuyên răn nhân quả báo ứng đều khó thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tịnh thì một trận lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Còn em đất Trường An ở xứ Tần Thiểm Tây của tôi, phần nhiều thích chơi dế, có ba anh em tuổi đã choi choi, đêm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà đi tìm, cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi. Con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hãi đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ấy, đương nhiên chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hãy thấy trang sắc nước hương trời đều tưởng như con quỷ treo cổ, thất khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hơn thước, sao đến nỗi bị sắc làm mê. Sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư. Do vậy Như Lai dạy kẻ ái dục nặng nề quán bất tịnh, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, chứ phải đâu chỉ không phạm tà dâm tiết dục, gìn giữ sanh mạng mà thôi ư. Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người ta sanh tâm ái hành dục sự, chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài, rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi thì chẳng những các vật được bọc trong lớp da ấy chẳng thể yêu mến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân ra thì chỉ thấy máu mủ dầm về, xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bày hầy khắp đất, hồi giờ tanh tưởi chẳng nỡ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi chán ghét hơn trăm ngàn lần. Dẫu cho gia nhân tuyệt thế nghiêng nước đổ thành thì những vật được chứa trong lớp da mỏng có ai là không như vậy đâu. Sao con người chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp chẳng tính đến nhiều phần xấu ác. Tôi mong sao thế nhân bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chán cái nhiều xấu ác để bỏ chút vẻ đẹp, hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác. Lại trong lúc dâm dục hừng hực không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm như miệng rắn độc, như đem nam căn bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoảng, xương tóc run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ nguội lạnh ngay lập tức. Đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm tông, không tin sao có thể phát nguyện cho được, không có nguyện làm sao khởi hạnh, không có diệu hạnh trì danh làm sao chứng điều đã tin, mãn điều đã nguyện cho được. Được vãng sanh hay không,
hoàn toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp, hoàn toàn là do trì danh sâu hay cạn. Tín nguyện hạnh như ba chân của cái đỉnh, thiếu một sẽ đổ nhào. Nếu chẳng chú trọng tín nguyện, chỉ mong trì danh cho đạt được nhất tâm, dẫu đạt được nhất tâm sâu xa cũng khó thể liễu sanh thoát tử. Vì sao vậy? Do phiền hoặc chưa hết sạch, chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử được. Tín nguyện đã không có, chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Đời có kẻ ham cao chuộng xa, thường phô phan tự lực, miệt thị Phật lực, chẳng biết từ sống đến chết, không chuyện gì chẳng cậy vào sức người khác, nhưng chẳng lấy đó làm thẹn. Sao riêng với đối với đại sự liễu sanh tử và Phật lực lại chẳng muốn tiếp nhận? Chắc là mất trí điên khùng nên mới đến nỗi như vậy. Hành giả Tịnh Tông hãy nên thống thiết răng già, trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Hạ. Pháp niệm Phật há nên chấp chập vào lề lối nhất định. Cổ nhân lập ra phương pháp giống như tiệm thuốc có đủ các loại thuốc. Cách dùng của chúng ta là phải phù hợp với tinh thần, khí lực và thiện căn xưa kia của chính mình. Niệm Phật lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng, hoặc niệm kim cang, hoặc niệm thầm không cách nào chẳng được. Hễ hôn trầm chẳng ngại gì niệm lớn tiếng, để đẩy lùi cơn hôn trầm tán loạn thì cũng được. Nếu thường niệm lớn tiếng, ắt sẽ đến nỗi bị bệnh. Đừng nói người thông thường chớ nên thường niệm như vậy, dẫu là người hết sức khỏe mạnh cũng chớ nên thường như thế. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thượng, thư trả lời niệm Tây Đại Sư. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vạn sanh Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Đầu năm quý vị nghe lời khai thị của Ấn Tổ với Hòa Thượng, quý vị thấy hoan hỷ không ạ? Giọng của thầy Nhuận Minh nay cảm mà đọc cũng hay. Thầy cũng đọc văn sao, nhất là cuốn Gia Ngôn Lục. Thầy đọc mười mấy lần, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Không biết quý vị ngồi dưới đó nghe làm sao, chúng tôi cảm xúc giống như là thuốc bổ được uống vô. Lời của Ngài không phải bình thường đâu. Tuy rằng chú xứ trong Ta Bà Ngài ở Linh Nham Sơn Tự ở bên Trung Quốc á, nhưng mà cảnh giới là đang ở Thường Tịch Quang và Thập Báo Vô Chướng Ngại Độ. Kinh khủng lắm. Biết cái bọn phàm phu chúng ta, Ngài biết mình phải làm cái gì, nên đoạn trừ cái gì, nên tu cái gì, nó thành tựu như thế nào, Ngài biết rõ mồn một. Trong văn sao nói rất rõ. Trên cái việc mà chúng tôi thấy lời khai thị của Ngài rất đúng, đó là cái sát hại chúng sanh nó gây ra ô nhiễm môi trường kinh khủng. Quý vị cứ nghĩ một con heo người ta giết là tốn bao nhiêu nước để rửa cái thịt nó, rửa máu cho nó chảy. Có cái nhà đó mà họ giết một ngày 5-7 con heo thôi mà máu nó chảy ra, thải ra ngoài sông mà nhìn thấy lên láng, thì cái nước này nó phải ô nhiễm đúng không? Mình lọc cái gì đi nữa thấy là trong, nó có thuốc nó tẩy ra nhìn thấy thì trong, nhưng mà cái chất của nước nó vẫn ô nhiễm trong nó. Thì cái tội của người này lớn, làm cho ô nhiễm môi trường, tội lớn lắm. Thành ra là cái việc mà sát hại chúng sanh để gây ô nhiễm môi trường, để cho nhiều người phải thọ lãnh cái quả báo,
cái tội người này rất lớn. Ngài nói rằng bây giờ mình ăn thịt của nó không chống trả lại được, nó không có đòi mạng quý vị, nhưng mà đời sau nó sẽ kiếm mạng quý vị nó đòi lại. Làm sao mà mình lại đi lấy tiền mình đi mua cái họa vô thân như vậy? Trong này ai ăn mặn đâu giơ tay coi. Không ai dám giơ tay phải không? Nghe thì có lý, nhưng mà về nhà là thấy ông thầy Nhàn nói vô lý rồi, tỏ ông Quang nói vô lý. Người ta ăn qua đường đó, quầy xá đó, quầy quán đó, có chết chóc ai đâu. Trên cái thói quen là tập khí của mình nữa, nó lý luận rất hay. Tham sân si mạn nghi là ngũ độn sử á, nó sai khiến và nó sai xử mình rất tinh vi, nó khôn khéo vô cùng, nó được điêu luyện vô lượng đời kiếp đến bây giờ. Nó lý luận sao là cái Phật tánh mình phải nghe vậy nó. Ồ, hay thiệt nghe. Không có cái gì để mình làm một cái neo để mình giữ lại, mình định vị thì chỉ có câu Phật hiệu với danh hiệu Quan Âm thôi. Mà để ăn tỏ cái nó. Cái nỗi gia đình chúng tôi mà bị bệnh dịch là ghẻ ruồi đó mà ăn chay nó hết là quý vị biết không? Bây giờ đây mình nghiệm lại coi thử coi hiện tại bây giờ một số người chưa bị cái vi trùng virus corona nhưng mà bệnh viện có người chết đâu, chết lia lịa luôn, chết quá chừng luôn, thì trong cơ thể nó cũng bị những vi trùng nó tấn công để nó phân hủy cái thân này ra, nó không có cho tồn tại cái thân này nữa, là cái tâm thức ra khỏi thân là cũng những loại vi khuẩn vi trùng nó không có cho cái thân thể này mạnh khỏe thôi. Như vậy chỉ có một cách duy nhất Ấn Tổ dạy, đó là không sát sanh, nên phóng sanh và ăn chay khuyên người đừng giết. Ăn chay thì trong người mình nó có một cái chất miễn nhiễm cao độ thì cơ thể mình mạnh khỏe thôi. Còn về cái việc mà để liễu sanh thoát tử thì có hai cái điều nó quan trọng vô cùng, lắng nghe. Lúc lâm chung mà cơ thể đau bệnh thì người này rất vô cùng, rất khó, khó vô cùng, khó niệm Phật vô cùng. Mà muốn cái lúc lâm chung mà thân thể không đau bệnh thì cái nhân ngay bây giờ phải ăn chay thôi, không còn cách nào khác đâu, không còn cách nào khác. Chỉ còn một con đường sinh lộ duy nhất là bây giờ phải ăn chay, khuyên người ăn chay phóng sanh. Vấn đề thứ hai, lúc lâm chung tinh thần không hôn mê thì chỉ có niệm Phật. Đơn giản không? Nghe thấy tưởng chừng đơn giản không? Mà cái người mà niệm Phật mà nhất tâm bất loạn á, mà sự nhất tâm á, là họ đốn phá được kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, ngang bằng với sơ quả. Mà họ vô lý nhất tâm là họ đốn phá, họ đoạn được ngũ độn sử, đó là tư hoặc tham sân si mạn nghi, bằng với A-la-hán. Bình Đại Thừa là ngang bằng với thất tính, từ sơ tính mà bước lên thất tính, ngang bằng với thất tính Bồ Tát. Không đơn giản đâu. Những người nghe cái pháp môn niệm Phật tưởng đơn giản, không phải đơn giản đâu. Họ không cần đốn phá, đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc, họ chỉ phục được thôi. Họ không cho nó lẫy lừng nữa, nó còn nằm im đó. Mà họ đủ tín nguyện, cái là người này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, liễu sanh thoát tử. Mà về tới Cực Lạc là có đó nhưng mà không có hoành hành được nữa, họ ngang bằng với A-la-hán. Tuy rằng không đoạn nhưng mà tự về bên đó không có cái cơ hội để nó lừng lẫy nữa. Cái nhân nó có mà cái duyên nó không có. Tham sân si, cái nhân mình còn ở trong nhân tâm mình còn, nhưng mà về tới Tây Phương Cực Lạc cái duyên để mà cho cái tham sân si nó phát khởi không còn nữa, có cũng như không. Cho nên người ở bên Tây Phương Cực Lạc thì họ đoạn trừ tập khí bằng cách là nương vào cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà để họ tu rất nhanh. Cũng như quý vị ở nhà nhiều cái gia viên bận biệu, nhiều cái việc nó gây chướng ngại cho quý vị, khi lên trên này thì những cái chướng ngại đó không còn nữa, chồng con không có kiếm chuyện làm phiền mình nữa, trên này nó an vui, đúng không? Ở trong cõi ta bà thôi mà cái cảnh giới thay đổi giữa nhà với trên này có sự khác biệt. Rồi tối có mấy người ở Hà Nội đó kêu là con chuẩn bị năm nay con xây nhà để cuối năm khi nào xong rồi con vô đây con ở, không khí nó trong lành, nó mát mẻ, con thích ở cái trên cái vùng Đức Trọng, nó ấm áp mà nó không có lạnh lắm. Họ hoan hỷ, họ xây cái nhà ở đây để họ ở, họ niệm Phật. Rồi khi bỏ báo thân này họ về Tây Phương, họ ở bên đó nữa thì thôi rồi, tuyệt đúng không? Sao mà không tính ở chỗ này ta?
Có ai tính chỗ này không? Giơ tay lên coi. Mình phải tính con đường để mình đi nhé. Lo cả một đời cho con, cho vợ, cho chồng, cho cháu, cho chắc, cho chít. Lo đủ chuyện mà riêng cái chuyện sanh tử, niệm Phật để liễu sanh thoát tử không lo, không màng đến luôn, không đối hoài đến luôn. Hoặc làm cho có lệ thôi, là bữa cơm phụ chứ không phải là bữa cơm chính. Thì lúc lâm chung bạn phải gì? Tay chân quíu quít, kêu cha gào mẹ. Rồi mình tự một mình phải ra đi theo nghiệp báo, không ai đi theo mình được hết. Đáng thương vô cùng. Kẻ này là kẻ đáng thương vô cùng. Thấy những cái gì trước mắt thôi, không thấy cái gì trong tương lai, trong xa xôi để mà mình lo cho cái đời sau của mình. Có nhiều người người ta nói như vậy quý vị. Sống hiện tại, lo cho hiện tại chứ làm gì lo cho chết. Nói vậy nó sai hẳn với giáo lý. Tổ dạy, Phật dạy là gì? Sanh tử là chuyện lớn. Sanh thì đã sanh rồi, chết là chuyện nhỏ, mà chết đi đâu mới là quan trọng nè. Chết đi đâu mới là quan trọng. Không định hướng được. Nghiệp lực nó dắt mình đi theo cho mình không định hướng được. Mà người niệm Phật thì họ định hướng được. Họ định hướng là lúc thọ mạng họ hết là Phật A Di Đà đến rước họ về một hướng, đó là Tây Phương Cực Lạc. Họ định hướng được. Nhất định như vậy thôi, cho họ không có thay đổi cái hướng đó. Thì họ thành tựu được trong cái cuộc sống của họ. An vui vô cùng. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói nên ở nhà niệm Phật. Tuy nhiên cái chỗ này quan trọng. Nhiều lúc những người đang ở xung quanh đây vòng cũng chúng tôi tính lại cũng mấy trăm người. Khi mình ở nhà để mình niệm Phật thì cái tự lực của mình và cái công đức của đại chúng để mà hỗ trợ mình không có, mình không có làm được. Thì vô mình nương cái đại chúng ở đây. Những người ở xa xôi quá, ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở các nơi, hôm nay là chúng tôi truyền trực tiếp được, họ đang xem bên Mỹ, Úc, Canada, Hàn Quốc này. Thì quý vị ở tại nhà sắm một cái tivi, làm một cái phòng. Hồi hôm qua chúng tôi nghe một cô Phật tử nói cho cái máy màn hình MP4 nhỏ như vậy thôi nè, mà bà mở ra mấy chục người tới nhà để xem. Chúng tôi nói thôi để cho một cái tivi, hôm nay ai cần là chúng tôi tặng một cái tivi 40-50 inch, vừa thôi, cho 60 inch siêu phẳng, tốn 100 triệu nhiều lắm, không có tiền cho, khoảng 30-40 triệu gì đó. Chúng tôi tặng một cái tivi kéo đường truyền internet, hoặc là cho cái ổ cứng á, mình gắn vô mình nghe thì nó to, cái màn hình nó bự, nhiều người nghe được. Ở nhà mình sắm một cái phòng thiệt là trang nghiêm, có được một cái tivi để đó, internet, hoặc giả là mình xin mấy cái ổ cứng, mấy chú sẽ tặng cho quý vị, về quý vị mở ra quý vị nghe. Hồi nãy giờ quý vị nghe nó tăng trưởng biết bao nhiêu tính tâm trong đó, biết bao nhiêu cái chủng tử công đức mà về pháp môn Tịnh Độ nó ở trong tâm quý vị, để nó khích lệ cho quý vị. Bọn phàm phu chúng ta là phải giải hành tương ưng. Nếu hành trì mà không có giải, không nghe những người nói về Tịnh Độ, bắt đầu mình thụt lùi, mình bị thối chuyển. Những người ở xa quá về không tiện thì chúng ta sắm một cái màn hình. Còn những người mà ở xung quanh đây đó nha, khi tuần sau là khai giảng lớp đệ tử quy, quý vị cứ việc về ở đây, chịu khó đeo khẩu trang vô, không? Thì mình vẫn sinh hoạt bình thường, không có gì hết. Bữa đó, mới hôm qua thì Phiên nói như vậy là ngưng hết, không có tổ chức cộng tu kia, không có. Mình cứ mở cửa mình cộng tu bình thường. Họ vẫn đến thì cứ việc đến, ai không sợ corona thì đến, không à? Đến thì mang khẩu trang vô, không à? Mình vẫn tu bình thường thôi, không sao. Chỉ những người ở xa quá không tiện, mình đi lại đó, lên máy bay đồ này nọ mình không tiện thôi, mình ở nhà mình làm một cái phòng để mình mở cái tivi đường truyền internet vô được xem trực tiếp. Hiện tại bây giờ là cô Dung, rồi cô Liên Phước, rồi một số các vị ở Hàn Quốc á, rồi ở bên Nhật, rồi cô Linh, rồi một số các vị đã coi trực tiếp. Chúng tôi nói làm sao họ nghe y như vậy nè, trễ chỉ vài giây thôi, chậm vài giây thôi, y như là ngồi trong một cái pháp hội như vậy họ xem. Thì đây là một cái truyền hình trực tiếp mà trên tỉnh thất của mình, đúng là Phật gia hộ. Chứ cái này không phải dễ gì làm đâu, tốn nhiều tiền lắm. Mà sao duyên Phật gia hộ một tháng chỉ tốn có 2-3 triệu cái internet. Về cái internet mình truyền vô đây với thêm một cái cục hôm trước ở bên Mỹ về, chúng tôi mua cái 200-300 đô, bây giờ truyền đi thoải mái. Đó là cái duyên mà đại chúng được cộng tu trực tiếp trên mạng. Nhiều người họ rất là hoan hỷ cái việc này. Cho nên mong quý vị về lập một cái phòng thờ, lập một cái phòng nghe pháp, giống như cái rạp mà coi cine vậy đó ha, cho đẹp, thiệt là đẹp, trang nghiêm thanh tịnh, ở trong đó mình nghe pháp ha.
Còn nếu ai về được thì tịnh thất Quan Âm vẫn tổ chức bình thường, không có gì trở ngại. Còn ai có corona corona sớm thì dẫn sanh sớm, đi sớm, không chứ dần sao chứ dần sao. A Di Đà Phật. Thì hồi nãy 8:30, bây giờ đến 10:30 là 2 tiếng đồng hồ. Ngày hôm nay một số quý Phật tử ở dưới Gò Dấp, ở dưới Bình Phước muốn về sớm, mà chúng tôi nói hôm nay là chỉ có 2 tiếng đầu năm, là quý Phật tử lên cúng dường trai tăng á, thì có cái việc tuần sau đó là khai giảng lớp học đệ tử quy, có một số chương trình cũng đặc biệt, cho nên một số các vị cũng vẫn về cộng tu bình thường, là về tham dự cái chương trình mà khai giảng lớp học đệ tử quy cho các em ha. Dạ, A Di Đà Phật. Trong cái món quà hôm nay tặng á, là có mấy cái câu, mấy cái tờ liễn này nè, về treo trong nhà. Ở trong đó có cái bài thơ hôm trước một số quý Phật tử chưa có, và sau lưng nó có một cái số tài khoản Trần Văn Hơn là của chúng tôi đó, của Việt Công Băng 7474 đó. Thì nếu mà mình ở xa mình không có về được, mình có cúng dường qua tài khoản thì mình phát tâm cúng dường. Thì riêng chúng tôi thì đang xây dựng, thì cũng 20 năm nay rồi chúng tôi không có xây dựng gì nhiều, thì hôm nay cũng có một ít Phật tử phát tâm, chúng tôi không có kêu gọi, có để chúng tôi sửa sang lại cái khu quý thầy ở trên với lại ở dưới này thôi, chứ còn vấn đề không có bắt quý vị phải đóng góp hoặc kêu gọi cái khoản tiền quý vị phải cúng dường để chúng tôi xây dựng. Cái này là không phải không cần, nhưng mà chúng tôi không có thích và không ít có khi mà kêu gọi, và hầu như không có kêu gọi cái việc xây dựng. Cho nên một số các thầy hôm trước có thầy Nhuận Tâm, một số mấy cái người người ta giả danh tịnh thất Quan Âm kêu xây dựng, kêu gọi để mà đi xây đóng góp xây dựng á, thì những người đó họ giả danh. Bữa nay trên Facebook, trên mạng đồ cứ lấy kêu là quý thầy trong tịnh thất Quan Âm lên Facebook để xin tiền xây dựng. Một số quý thầy thấy thì họ mạo danh quá cỡ luôn, mà họ có một số người họ phải coi như là mạo danh đủ kiểu tên hết, họ làm rất là phiền phức. Nhưng mà chúng tôi nghĩ những người đó họ không hiểu nhân quả, cho nên thành ra họ làm như vậy thì họ gặp những cái quả ác kinh khủng lắm, lừa gạt trộm cắp thì nghèo cùng túng thiếu muôn đời muôn kiếp. Không nên như vậy. Cho nên những người có mặt ở đây cũng như cái đĩa ra và những người xem trực tiếp, không nên tin người qua mạng, qua internet, qua Facebook, qua Viber. Họ nhắn đồ mà họ cũng hay ngăn, họ lên đứng, họ chụp hình với chúng tôi, kêu này mới lên gặp thầy Giác Nhàn nè, chụp hình với ổng, ông kêu tôi đi kêu gọi nè, ai mà không tin. Chỉ có một số tài khoản duy nhất đó là gì? Vietcombank 0561 rồi 00074747474 Trần Văn Hơn, chỉ có số tài khoản đó thôi, không có cái số tài khoản nào khác đâu, ngoài cái tên Trần Văn Hơn là mạo danh rồi đó. Cho nên thành ra là bây giờ họ lừa đủ kiểu, chúng tôi thấy kinh khủng luôn. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà kêu gọi xây dựng là không có. Còn cái chuyện in kinh mà chúng tôi tặng cho quý vị hôm nay nè, một số kinh sách vừa đó là có bao nhiêu in bao nhiêu, không kêu gọi, tùy hỷ cúng dường. Riêng tịnh thất Quan Âm là có ít in ít, có nhiều in nhiều, không có khỏi in. Có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, không có khỏi cho. Nó khỏe, không có phải mình lăn tăn cái chuyện đó. Thấy không? Chứ bây giờ mình gom Phật tử cho về đông xong rồi mình kêu thôi giờ chùa không đủ chỗ ngồi, rồi xây dựng kêu này kêu nọ, kêu gọi thì một thời gian sau nói cho khéo gì đi nữa rồi cũng lòi cái tâm tham ra rồi người ta bỏ mình, người ta đi hết. Không giúp gì được cho họ cái sự tu tập mà về có nhu cầu cho mình quá lớn thì ai ở với mình được, ai đến với mình được. Không nên như vậy. Nói như vậy không phải là chúng tôi nói những cái điều mà những người hoặc những thầy kêu gọi đó là cái cách của quý thầy, hoặc là cái đó là cái ý muốn và cái cách xử lý của quý thầy như thế nào. Chứ còn tôi, chúng tôi đi theo cái hướng của Ấn Tổ với Hòa Thượng Tịnh Không là có nhiêu làm nhiêu, xây dựng bất cứ cái gì cũng có nhiêu làm nhiêu, không có thôi à. Sự thật là vậy. Cho nên quý vị về yên tâm, không phải lo là hôm nay ông về ông có kêu gọi cái gì, không có, tuyệt đối là không có. Hồi nãy giờ chúng tôi nói quý vị thấy chúng tôi có nói thiếu cái gì, kêu gọi gì không? Không có. Cái đó là cái cách đối nhân xử thế, đối người tiếp vật. Khi tiếp người không mong lợi mình, vì lợi mình hại người thì mất hết đạo nghĩa. Họ không chuẩn bị kịp, mình nói họ chân hững không chuẩn bị. Khi hôm nay thầy thiếu vài trăm triệu, vài chục triệu, mình quyên góp họ là họ không chuẩn bị được. Còn họ tự trong lòng họ thấy họ thích thì họ phát tâm, thì hơn bao nhiêu lần đó mà họ thoải mái mình cũng thoải mái.
không có làm khó cho nhau, rất là dễ chịu, thoải mái. Cho nên ở trong này thì hạng nào giàu có, nghèo gì đi nữa, vô trong này cũng bình đẳng hoan hỷ giống nhau. Có một cái việc này hôm nay chúng tôi thấy cũng hơi kinh khủng. Nghe chú đó ông nói bữa nay bên Trung Quốc họ có món canh thai nhi, canh 2 tháng, canh 1 tháng, canh 3 tháng. Biết canh thai nhi không? Cái thai bỏ đi họ lấy xong bắt đầu họ nấu canh cho người ta ăn. Thì con người bắt đầu ăn thịt người rồi. Kinh khủng như vậy. Rồi vài bữa lâu ngày nó thành canh người nữa. Biết canh người không? Canh người là giết người lấy thịt. Có cái ông đó, cái quán đó đó, họ canh cái người đó vô ăn mà không có ai, cái họ mang họ giết. Họ giết họ lấy cái thịt đó họ làm thiệt ngon y như thịt heo. Cũng quá trời người rồi, cái đầu đó, thì họ chặt họ quăng xuống giếng nhé. Lâu ngày rồi không biết sao đó, cái bắt đầu họ làm thịt, tự nhiên còn cái móng, còn cái ngón tay đó, còn xuất hiện ngón tay trên dĩa thịt, họ làm không kỹ ra biết. Họ bắt đầu công an họ theo dõi từ từ rồi bắt đầu là gì, họ bắt được cả nhà đó giết người cho người ta ăn. Con người mà họ làm ác thì thôi rồi, không có cái gì, cái xấu cõi mà kêu mà nói làm ác, thì con người thì họ ác khỏi chê. Loài súc sanh nó đâu có khả năng đâu, nó chỉ lo trả nghiệp để người ta giết thôi, chứ nó đâu có khả năng để mà nó đi làm ra những cái dụng cụ tinh vi để nó giết người ta đâu. Nó đâu có suy nghĩ nổi đâu, nó si mê quá. Loài Atula thì cái cảnh giới của họ thì cũng không có thể nào mà ác kinh khủng như con người mình được. Con người mình đã ác rồi thì họ chế ra những cái dụng cụ nó kinh khủng. Trong một tiếng đồng hồ là không biết giết chết bao nhiêu con bò, thịt ra thịt, xương ra xương, là da ra da. Nếu con người mà hành thiện được thì thôi rồi, nhanh cấp kỳ luôn. Cái khôn ngoan, cái trí tuệ của họ để làm thiện thì đồng với cảnh giới thiện thì nhiều thiện nhân giúp cho họ rất nhanh. Cho nên chúng tôi trong năm mới này cộng tu cái ngày Chủ nhật đầu năm, chúng tôi mong làm sao quý vị nên tích lũy thiện, tích lũy phước, tích lũy âm đức, không nên làm ác thì tuổi nào cũng bình an, năm nào cũng bình an, không phải lo sao gì nữa cả, không ạ? Dạ, vậy nào Phật. Nguyện ở đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh